Chà Mi xin mến chào quý khán thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý thính giả thân mến, trong cùng giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Chà Mi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện "Tái hôn đi mẹ" của tác giả Triều Huệ. Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chương trình nhé. Tối hôm ấy, Dương chờ cả thảo tới. Đối với hạnh thì gặp Thảo không thành vấn đề, nhưng gặp lại Dương lại là cả một vấn đề vô cùng to lớn. Chuyện qua lâu như thế rồi, nhưng khi Dương nhắc lại, Hạnh vẫn cảm thấy ngượng đến chín mặt. Nhưng rồi, cô cũng tặc lưỡi cho qua, vì dù sao, đây là bữa cơm gia đình nhà chủ mời khách. Hơn nữa, còn có mẹ của Phong ở nhà, nên cô sẽ không ngồi cùng ăn. Chỉ thương cho con gái bé nhỏ chưa hiểu chuyện, sợ con gái sẽ tổn thương khi không được ngồi ăn cùng phong như mọi ngày hạnh dọn tất cả đồ ăn ra bàn rồi định dẫn con bé lên trên phòng thì phòng gọi lại cô định dẫn con bé đi đâu tôi dẫn con bé đi lên trên phòng thôi tôi đã cho con bé ăn rồi cô làm thế không sợ con bé sẽ tổn thương sao nhưng bây giờ mẹ anh đang ở đây hơn nữa nhà anh lại có khách tôi không muốn mẹ anh làm khó tôi những ngày sau này có tôi ở đây thì không ai có thể làm khó mẹ con cô cả Cô ra ngoài ăn cơm đi Anh biên à Tôi không muốn cãi nhau Mau đi Phòng bé bé Nhi ra ngoài trước Hạnh không còn cách nào khác Đành lủi thủi theo sau Sự có mặt của Hạnh và bé Nhi Không làm ảnh hưởng gì tới Dương Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lẽo Không hề biến sắc Chỉ có mẹ Phòng và Thảo là tỏ rõ thái độ Lần này Phòng thực sự đã làm khó Hạnh rồi Mẹ Phong nhìn Hạnh có thái độ không hài lòng. Bé Nhi có thể ngồi lại, nhưng con thì không. Bé Nhi nghe mẹ Phong nói như thế, thì tròn xe mắt nhìn. Một lát sau, mắt nó rưng rưng nhìn mẹ. Mẹ ơi, tại sao vậy? Chính là cảm giác tổn thương khi bị người khác coi thường. Hạnh đã trải qua cảm giác này quá đỗi nhiều lần, nên cô cũng không đau buồn gì quá. Chỉ thường con gái chưa hiểu chuyện Phòng đang định lên tiếng Thì Thảo nắm lấy tay mẹ Phong nói Bác gái Bác để cô ấy ăn cơm đi Bây giờ đến bữa cơm rồi Mà không để cô ấy ngồi vào đây Thì kỳ lắm Bà ấy nhìn Hạnh rồi lại nhìn Thảo Sau đó nở nụ cười dịu dàng với Thảo Còn đúng là một cô gái nhân hậu lại hiểu chuyện Bác thấy mình chẳng thể nào nhịn nhận được Một người con gái nào tốt hơn con nữa Hạnh chẳng cần nhìn cũng có thể nhận thấy được cái thái độ giả dối của cô ta chỉ được cái giỏi là màu Ông phong cũng không vì mấy lời nói của thảo mà để bản thân cảm động mọi người đều có chuyển biến trong thái độ chỉ riêng dương là vẫn im lặng ngoài cái bộ mặt lạch lẽo của anh ta thì chẳng còn gì khác bữa cơm hôm ấy chỉ có mẹ phong và thảo là nói chuyện vui vẻ còn những người còn lại không ai tham gia vào không khí thực sự có chút quái dị bữa cơm kết thúc hạnh lại là người đứng lên dọn dẹp tự nhiên cô khao khát được trở về căn nhà riêng của mình. Hằng ngày buôn bán, tối chỉ có hai mẹ con âu yếm với nhau. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng lại yên bình đến lạ. Cô làm sao thế? Người đang hỏi Hạnh chính là Dương. Hạnh quay lại nhìn Dương, rồi lại vội vã quay đi. Tôi làm gì cô à? Đến một cái nhìn cô cũng tiết kiệm với tôi. Hạnh vội vã quay lại xua tay phủ nhận những điều mà Dương vừa nói. Không phải như thế đâu, anh đừng có hiểu lầm, Vậy thì tại sao? Hạnh nhíu mày nhìn Dương, không hiểu Dương muốn nói gì. Có chuyện gì à? Tại sao mấy năm ấy tôi gọi điện cho cô, cô không nghe máy? Gọi điện sao? Gọi khi nào? Nhưng tại sao lại gọi cho Hạnh? Nhìn thái độ của Hạnh, Dương không nén nổi tiếng thở dài. Cô đúng là đồ ngốc. Năm ấy, khi Hạnh rời khỏi bệnh viện, Dương đã một vài lần gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình sức khỏe em bé chẳng phải vì gì cả chỉ đơn giản là cái ấn tượng về một cô gái mạnh mẽ cho dù trải qua khó khăn trong sinh nở không có người đàn ông bên cạnh vẫn cố gắng làm sức tốt dương cảm thấy hạnh chính là một cô gái đáng được trân trọng dương theo số điện thoại được ghi trên hồ sơ nhập viện do muốn hỏi thăm tình hình hai mẹ con nhưng hạnh không nghe máy khi ấy trong lòng chính là chút hụt hẫng Dương đi được một vài bước Thì nghe tiếng Hạnh Này đợi đã Anh gọi cho tôi khi nào thế Dương xoay người lại Ánh mắt Dương nhìn xoáy vào đôi mắt Hạnh Khi cô đưa con rời khỏi bệnh viện Tôi đã gọi cô Tôi sự Tôi thực sự không nhớ Nếu đã không nhớ thì đừng có cố hỏi Hạnh thực sự không nhớ Là đã nhận được cuộc gọi nào Năm ấy cô chỉ có mỗi cái điện thoại đen trắng Sinh xong con Ở cữ có khi cả tháng chẳng nhìn thấy điện thoại một lần lẽ nào dương lại gọi thật hạnh cũng thắc mắc lắm nhưng công việc còn nhiều nên cô cũng tạm thời gạt bỏ qua một bên mà làm việc vừa rửa xong được cái bát thì lại nghe tiếng của phong anh dương nói gì với cô vậy không có gì chỉ là nhắc lại vài chuyện cũ chuyện cũ là chuyện đã giúp cô sinh em bé sao nhắc lại chuyện sinh em bé hạnh cảm thấy rất ngại từ ngại lại chuyển sang một chút bực tức nên liền đem nó ném lên người phong anh đấy từ lần sau đừng có bảo tôi ngồi ăn cơm với gia đình anh nữa anh có biết hôm nay xém chút nữa là tôi khiến con gái tôi tổn thương rồi không nhắc đến chuyện bữa tối phong lại cảm thấy có lỗi với hạnh và bé nhi tôi xin lỗi lần này thực sự làm khó cho cô rồi khi phong mà hạnh dưới bếp nói chuyện vài câu thì trên phòng khách Thảo lại bắt đầu tỉ tê tâm sự với mẹ của Phong. Bác gái, lần này về có lâu không ạ? Khi nào giải quyết xong chuyện bác sẽ đi, còn với thằng Phong dạo này thế nào rồi? Nghe mẹ của Phong nhắc tới chuyện tình cảm giữa Phong và cô ta, thì khuôn mặt cô ta lập tức chuyển sang buồn thảm. Anh ấy vẫn giận con về chuyện đi du học bác ạ. Thằng nhóc này trẻ con quá, con đâu phải bỏ nó đi đâu. Con đã cố gắng giải thích, nhưng anh ấy không chịu bác giúp con đi có được không bác chuyện này con cứ để bác lo bây giờ nó chưa yêu ai thì chắc chắn trong lòng vẫn còn có con con không cần quá lo lắng đâu hạnh rửa xong bát định quay đi dọn dẹp phòng bếp thì có chuông điện thoại là điện thoại của mai em nghe ạ à? bây giờ mày có rảnh không chị em đi chơi phát bây giờ thì không được em đang bận bận gì ngày mai mỗi đứa một nơi rồi các chị đi đâu Bọn tao giải tán cái nghề làm gái rồi Bây giờ thân hình nó cũng không được ngon nghề như ngày xưa nữa Với cả cũng chán Các chị không ở đây nữa sao Đứa nào về quê đứa nấy Tập nuôi gà chăn vịt dần đi là vừa Bọn tao trước giờ ở đây toàn làm cái nghề này Biết gì đâu mà làm nghề khác Bằng cấp thì không có Cũng chẳng ai thèm thuê đâu Các chị đi rồi Thì em biết dựa vào ai đây Hạnh buồn như thế Nhưng mai không thèm an ủi Trái lại còn lớn tiếng quát hạnh. Mày có thôi cái bài khóc lóc vớ vẩn ấy đi không? Ai rồi cũng phải có cuộc sống khác. Ở bên nhau mãi thế nào được? Hạnh im lặng. Bên kia vẫn là giọng nói của Mai. Nếu tối nay mày bận quá ấy, thì sáng mai gặp. Thôi, không nói nhiều nữa. Mày làm việc của mày đi. Hạnh tắt điện thoại. Chẳng hiểu sao, lại quả khóc như một đứa trẻ. Phong đi từ trên lầu xuống. Nhìn Hạnh khóc sao có thể yên lòng. Anh ta đi về phía Hạnh có chuyện gì sao cô lại khóc những người bạn của tôi họ sắp rời khỏi ở đây rồi sắp chẳng còn ai quan tâm tới tôi nữa là mấy người bạn khi trước đến đây sao nhưng sao họ lại rời khỏi hạnh đâu thể nào nói cho phòng biết về quá khứ của mấy chị mình cô chỉ nói họ không tìm được việc ở đây họ thất nghiệp nên về quê hết công việc sao phòng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại nói các bà của cô có năng khiếu gì đặc biệt không? Các chị ấy không có bằng cấp, nhưng rất thông minh và lanh lợi, bề ngoài lại khá ổn. Vậy sao? Phòng suy nghĩ một lát rồi lại nói. Cô thử hỏi ý kiến các bạn của mình xem, công ty của tôi đang thiếu mấy vị trí bán hàng, không cần bằng cấp, cũng phải lanh lợi, nói chuyện dễ nghe một chút. Hạnh nghe Phong nói như thế thì mừng lắm, chắc có lẽ do vui quá nên cô cầm luôn tay phong mà chẳng có mút chút nghĩ ngợi gì cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều lắm ở một góc cửa ánh mắt giường nhìn về phía phong và hạnh chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy buồn một người đặc biệt nhưng đã quá lâu chẳng gặp lại liệu có còn đặc biệt ở trên nhà là tiếng mẹ phong gọi hạnh chạy lên vẫn là cái ánh nhìn khó chịu của bà ấy bà gọi con có gì không ạ cô gọi một đĩa trái cây với mang nước trái cây lên đây cho con dâu của tôi uống. vâng. sẵn tâm trạng đang vui, nên hạnh cũng không để ý gì nhiều. cô chỉ biết rằng khi có công việc ở đây rồi, thì các chị sẽ không phải về quê nữa, sẽ được ở bên cạnh các chị lâu hơn. có các chị ở cạnh, tâm trạng của cô cũng an yên hơn rất nhiều. tâm trạng vui vẻ, nên mọi chuyện cũng tốt hơn, làm việc cũng thoải mái hơn. thấy hạnh vui, phòng cũng cảm thấy vui lây. Vẻ mặt như thế, nhưng có phải dễ chịu hơn không? Cô cứ tối ngày cao có, không sợ sẽ già trước tuổi sao? Anh thì hiểu thế nào được, mà thôi, tâm trạng đang vui, không nhắc chuyện buồn. Này! Gì? Trả lời cộng lốc với người đã tạo ra công ăn việc làm cho bạn cô thế à? Trả lời với một người khiến tôi trở thành một kẻ vô gia cư như thế, đã là quá lịch sự rồi. Cô đúng thật là, lòng tốt mà đặt vào chỗ cô ấy, thì chẳng thể nào được ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Các chị ấy làm việc cho anh, phải bỏ công sức ra thì mới được nhận lương. Anh có cho không đâu, mà anh bảo người ta phải biết ơn. Hạnh muốn cảm ơn Phong lắm, nhưng lại chẳng thể nói ra được, chắc có lẽ cách nói chuyện của Phong quá thoải mái, nên Hạnh cũng không câu lệ gì lễ nghĩa. Hạnh đem đĩa trái cây lên phòng khách, đĩa trái cây được bày trí vô cùng đẹp mắt, một người khó tính như mẹ của Phong cũng không thể có gì mà phàn nàn từng có thời gian làm trong nhà hàng, quả nhiên chiếm ưu thế khi trở thành giúp việc. Sau khi làm xong tất cả mọi việc rồi, thì hạnh vui vẻ lấy điện thoại gọi cho mai. Đi tốt như vậy, sao có thể để trong lòng? hạnh còn chưa kịp gọi thì đã nhận ngay đường điện thoại từ ngọc. cùng nghe máy định thông báo tin vui cho ngọc, thì đầu dây bên kia là giọng nói của ngọc vô cùng hốt hoảng. thằng nam nó lại dán giấy tìm máy khắp nơi, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? nghe thấy như thế hạnh cảm thấy kinh ngạc lắm nó tìm em làm gì tao làm sao biết được nói rõ ràng là tìm mẹ con mày chết mày rồi lo mà chuẩn bị chết mày rồi lo mà chuẩn bị về nối lại tình xương nghĩa cũ với nó đi em ạ à. nghe thấy cái tên thằng nam thôi là hạnh đã cảm thấy bực tức trong lòng tâm trạng cũng vui nhưng chỉ vì thế mà bay mất cái thằng khốn kiếp ấy sốt cuộc nó tìm cô để làm cái gì Thôi, tắt điện thoại đi, có gì mai tao với mấy đứa kia gặp, sẽ nói chuyện sau với mày. Vâng. Hạnh tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối. Cô đang bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Tại sao khuôn mặt của cô không bao giờ giãn ra được vậy? Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cô không thấy mệt mỏi sao? Dường dựa lưng vào tường, mắt không nhìn hạnh. Lúc này, hạnh tâm tư không bình thường nên cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện trước đây nữa cô cũng chẳng nói gì về dương cả dương quay lại nhìn hạnh ánh mắt có chút u buồn mọi thứ trên đời này có phải đều do số phận sắp đặt không tại vì anh ta hỏi câu chẳng liên quan gì đến chuyện của mình nên hạnh lại vẫn không trả lời cô rốt cuộc là có chuyện gì tôi không sao hạnh đi lên phòng dương vẫn đứng ở đó nhìn theo đúng là chẳng thể đặc biệt nữa rồi. Lên đến trên tầng 2 thì gặp Phong, Phong cũng có thể nhận ra ngay sự bất thường trên thái độ của Hạnh. Nhìn thấy Phong, Hạnh cũng không nói gì cả, mà có ý định đi qua luôn. Chẳng hiểu tại sao, Phong lại nắm lấy tay Hạnh kéo lại. Anh bị điên à? Bỏ tay ra! Xin lỗi, tôi không cố ý. Không có tâm trạng để tranh cãi với anh. Cô sao thế? Không sao. Cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết hai bà người tìm cách giải quyết, dù sao cũng đỡ hơn một người mà. Khuôn mặt cô lo lắng đến mức chắc cô không thấy rõ được đâu. Đường nhìn lại biết bản thân mình lo lắng đến mức nào rồi. Cô không phải đang hy vọng tên nam đó thay đổi mà quay lại tìm mẹ con cô. Cô đang lo lắng rằng hắn ta có mục đích gì đây, sợ sẽ cướp đi đứa con bé nhỏ của mình. Anh ta có tiền, có quyền, có thế, có chuyện gì mà anh ta không thể làm được càng nghĩ hạnh càng muốn khóc lâu lắm rồi cô luôn sống mạnh mẽ nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện đó có thể bị tên nó đảo lộn cuộc sống thì lại uất ức không chịu được có chuyện gì cô nói cho tôi nghe đi tôi sẽ giúp cô giải quyết nghe phòng nói xong hạnh mới nghĩ ra là anh ta cũng là một người đàn ông có tiền anh có quen luật sư không công ty tôi có luật sư mà cô có chuyện gì cần luật sư giúp đỡ sao Bây giờ thì tôi chưa cần, nhưng mà vài ngày nữa thì chắc chắn cần. Lúc đấy anh có thể giúp tôi được không? Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ cô bất cứ khi nào. Cơn bão trong lòng hạnh cuối cùng cũng dịu đi được một chút, chỉ cần có người giúp đỡ cô, không bao giờ để mình thua tên khốn kiếp ấy. Lát nữa hai người kia về, anh khóa cổng giúp tôi được không? Tôi cảm thấy rất mệt. Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Hạnh đi vào phòng còn phòng thì xuống dưới nhà dương vẫn đứng ngay ở lối cầu thang tầm tư có chút rối loạn sao anh không ra kia ngồi phòng đi tới chỗ dương thấy mặt anh ta có vẻ đăm chiêu nên tùy tiện hỏi một câu dương quay lại nhìn phong ánh mắt dương chưa từng nghiêm túc tới như thế ánh mắt ấy khiến phong cảm thấy có chút lo lắng mối quan hệ giữa cậu và hạnh là như thế nào cô ấy là giúp việc ở đây ngoài quan hệ chủ và người làm hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì khác sao? Đúng vậy, nhưng anh hỏi chuyện này để làm gì? Tôi muốn nói cho cậu biết một điều, cô ấy đối với tôi là một người phụ nữ đặc biệt. Phòng vẫn chưa hiểu những gì mà Dương nói, cũng không biết tại sao Dương lại nói như vậy. Có thể sắp tới đây, cô ấy sẽ không làm ở đây nữa. Anh đang nói chuyện gì vậy? Em càng nghe càng không hiểu. Cậu cứ biết như vậy đi, nếu như cô ấy ở đây, thì trước sau gì cũng sẽ bị tổn thương thôi tôi sẽ đưa cô ấy đi dường nói hết những gì muốn nói với phong rồi rời đi chỉ cần lướt qua thôi thì anh ta cũng cảm thấy nếu như ở gần phong hạnh chắc chắn sẽ phải chịu những đau khổ mẹ phong không thích hạnh thảo thì luôn luôn tìm cách hãm hại hạnh nếu như phong là một người đàn ông có tình cảm với hạnh thì mọi chuyện có thể sẽ đi theo hướng khác nhưng đằng này phong lại xác định giữa phong và hạnh không có bất cứ quan hệ gì chỉ là chủ và người làm thì phòng chắc chắn sẽ không nhiệt tình bảo vệ hạnh chính vì vậy dường mới quyết định sẽ tìm cách đưa hạnh đi phòng vẫn đứng ở ngay cầu thang tâm tư có vẻ nặng trĩu chẳng hiểu vì sao dường lại nói ra những điều khó hiểu đến vậy tại sao lại luôn muốn đưa hạnh đi mà đưa đi đâu mới được cho dù có nói như thế nào thì phòng nhất định không để hạnh rời khỏi một cô gái như hạnh không thể không có người bảo vệ được. Em sẽ không để cô ấy đi đâu hết." Dương đi cách xa phòng một đoạn rồi phòng mới nói, Dương quay lại nhìn Phong, "Lý do? Cô ấy đang làm việc ở đây mà, anh sao vậy? Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện sẽ đưa người của em rời đi?" "Tôi muốn bảo vệ cô ấy." Dương càng nói, Phong càng cảm thấy khó hiểu, chỉ mới gặp lại hạnh có một lần thôi, mà tại sao dương lại có trong đầu suy nghĩ điên rồ đến như thế cậu vốn dĩ không thể bảo vệ được cô ấy chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô ấy thôi anh càng nói em càng không hiểu anh có thể nói thẳng ra được không vì cậu và cô ấy chỉ là hai người xa lạ còn tôi chính là muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời sốc phòng thật sự cảm thấy sốc khi nghe những lời mà dương mới nói sao có thể nói chuyện đó xảy ra được anh à cô ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ mang cô ấy ra trêu đùa có được không cậu nghĩ là tôi trêu đùa vậy lý do gì mà anh mới gặp cô ấy có một lần mà anh đã nói là thích cô ấy được tôi chưa từng nói là thích cô ấy anh mới nói là anh sẽ bảo vệ cô ấy cả đời còn gì đó chính là một loại tình cảm đặc biệt nó vượt quá giới hạn của từ thích và từ yêu thông thường mà cậu từng thấy người như cậu không thể hiểu được đâu anh à, tôi nói cho cậu biết, chính là tôi gặp gỡ cô ấy trước, và sau này cũng chính tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy. Cậu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Không hiểu sao, khi Dương nói mấy lời ấy, Phong lại cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến chuyện một lúc nào đó, Hạnh... Nghĩ đến chuyện một lúc nào đó, Hạnh đưa bé Nhi rời đi. Trái tim Phong không thể kiểm soát được mà lại đau đớn một chút dường nói xong những điều cần nói thì gọi thảo về vì cũng đã muộn thảo vẫn chưa nói gì nhiều với mẹ phong nên có chút không hài lòng tối nay em muốn ngủ lại ở đây với bác gái em sẽ gọi điện về xin phép bố mẹ là con gái thì nên giữ lại một chút tự trọng cho mình thảo ngạc nhiên lắm chưa bao giờ anh trai lại dùng thái độ ấy để nói chuyện với cô ta vừa tức vì không được ở lại lại thêm ngại với mẹ phong lúc đi ra ngoài thảo đã cáu Tại sao anh làm như thế? Anh có biết khó khăn lắm em mới có thể lấy lòng được với mẹ anh Phong không? Em chỉ lo đi lấy lòng người khác, vậy còn bố mẹ, sao em không lấy lòng? Bố mẹ mới là người sinh ra em, nuôi em lớn và hiện tại lo cho em tất cả những thứ mà người khác mơ cũng không có được. Chính là bởi vì hạnh không quan tâm gì đến Dương, chính là bởi vì dù mà khoan. Chính là bởi vì hạnh không quan tâm gì đến Dương. Chính là bởi vì dù qua bao nhiêu năm, Hạnh vẫn đặc biệt trong Dương, nhưng Dương lại chẳng thể là gì với Hạnh, tâm trạng cảm thấy vô cùng bực tức, rất muốn trút giận lên ai đó, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén. Lý do gì mà một người con gái đã quá lâu như thế không gặp, nhưng khi vừa gặp lại, Dương lại lập tức muốn cô ấy ở cạnh mình. Dương cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, anh ta biết mình có thái độ như thế là xấu. Nhưng cứ nhìn khoảnh khắc Hạnh và Phong thân thiết Trong khi Phong lại không có tình cảm gì với Hạnh Thì Dương lại cảm thấy rất đau lòng Sáng hôm sau Hạnh chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Sau đó đưa bé Nhi đi học Rồi tiện ghé qua gặp các chị Vừa nhìn thấy Hạnh ngọc đã trêu Sắp được về với anh yêu rồi Mà sao cái mặt buồn thế Chị có biết ở đâu bán rau loại tốt không Để làm gì Đến khi nào gặp thằng Nam Em sẽ đâm cho nó một phát Ha <laughs> ha, ý kiến của bạn rất tuyệt vời Hy vọng từ giờ đến lúc gặp thằng Nam Bạn đừng có nêu thêm ý kiến nào nữa Bố con dở Mà phải công nhận thằng này mặt dày thật Bao nhiêu năm không nhòm ngó gì Giờ tự nhiên đăng tin tìm Lại còn dùng mấy lời lẽ tha thiết Là mong người nọ người kia Nếu gặp thì sẽ liên lạc giúp Em đang chán đời đây này Các chị về hết rồi Đến lúc nó tìm được em Thì em biết phải đối mặt với nó như thế nào đây thế công sức dạy dỗ của chị em tao từ trước đến giờ nếu cho chó ăn hết à mày vẫn chưa thể nào mạnh mẽ được à lúc này hạnh mới nhớ ra cứ mãi nghĩ đến chuyện thằng nam mà quên đi mất chuyện của các chị à quên em đã tìm được việc cho các chị rồi đấy tìm được gì làm lau công quét rác à hay ô xin không phải công ty của phong đang thiếu mấy vị trí bán hàng anh ta bảo nếu như các chị có nhu cầu có thể tới làm lương tháng thế nào Em cũng không biết Anh ta nói là ăn theo sản phẩm gì đó Nhưng công ty anh ta không bắt ép số lượng Ngoài lương theo sản phẩm ra Còn có mức lương cứng Và khi bán được nhiều hàng sẽ có thưởng Anh ta đã bảo Anh ta đã bảo nếu như các chị làm Thì có thể đến trực tiếp gặp anh ta Cái này thực sự em cũng không hiểu Vân nghe Hạnh nói xong thì buồn cười Mãi một lúc sau mới nói với Hạnh được Được con em xin cho việc Lại chẳng rõ ràng gì cả chí nói chung chung là bán hàng thì tao cũng chịu mày rồi nhưng mà các chị cứ thử tới làm đi gặp anh ta nói chuyện biết đâu công việc tốt lương cao các chị sẽ không phải về quê nữa em cũng không phải xa các chị thôi được rồi nó đã có lòng tốt kiếm việc cho chị em mình thì cứ thử một lần xem sao dù sao thì tao cũng đang không muốn về quê mấy chị em kéo nhau tới phòng làm việc của phong trước khi tới hạnh cũng gọi điện cho phong để thông báo trước sợ anh ta có việc bận. Không biết có việc. Không biết có được việc gì không, mà tốn toi mất mấy trăm nghìn mua bộ quần áo tử tế. Sao mày không mặc luôn quả quần đùi sát háng này, đến công ty mà xin việc. Xin lỗi mày nhá, liêm xỉ chị đây vẫn còn đầy. Các chị ấy lúc nào cũng vui vẻ như vậy, hãy cảm thấy sau bao nhiêu bất hạnh của mình thì vẫn may mắn khi gặp được các chị. Ở nhà thằng Nam, lúc này thì mẹ nó đang khóc hết nước mắt vì chuyến hàng của thằng Nam đã bị công an phát hiện. Dường như không phải tự nhiên mà có một người nào đó đã bảo. Vậy là toàn bộ số hàng của nó đều đã bị tịch thu hết. Trời ơi là trời, con ơi là con. Hàm hố cho lắm vào, rồi bây giờ sắp thành người không nhà đến nơi rồi. Mẹ có thôi đi được không? Con đang đau hết cả đầu lên đây này. Thế bây giờ mày tính làm sao? Vợ mày nó cũng ôm bụng bầu về nhà nó rồi, đơn ly hôn nó cũng để đây rồi mày mất hết rồi con ạ à. mẹ cứ bình tĩnh đi xem nào cái vụ hàng giả này ấy chỉ cần ít tiền là xong còn vợ thì con đang đi tìm cái hạnh rồi mẹ không phải lo mày nghĩ nó sẽ về với mày à sao mày ngây thơ thế nó ngốc như thế bây giờ con đi tìm gặp được con chả sướng bỏ mẹ mẹ cứ để yên đấy cho con sắp xếp thế bây giờ mất hết tiền rồi nhà vợ mày nó mà lật mặt nó đòi lại vốn thì chết con ạ à còn có nước mà bán nhà. Thằng Nam mấy ngày gần đây cũng rất đau đầu về cái vụ hàng giả. Nó có nguy cơ phải đối mặt với án tù, mức phạt cũng không phải là nhỏ. Khả năng phải bán cả nhà đi để mà đền, còn lương bộ công nhân chưa thanh toán. Vợ thì không ở lại nữa mà nhất định đi về. Lần này gia đình bên đó mà đòi số tiền 2 tỷ là coi như thằng Nam tay trắng. Cái tính cách của nó đến chết cũng không thể nào mà thay đổi được vợ vừa bỏ đi được vài ngày đã đăng tin tìm hạnh hay nó muốn tìm hạnh về để gánh chung số nợ kia với nó nó suy tính trong đầu trăm phương ngàn kế để giải quyết mọi thứ bên cạnh đó hàng giờ vẫn đi dán tờ rơi để tìm hạnh thật sự mà nói thì không hiểu trong cái đầu bã đậu của nó chứa những cái gì bình thường thì các chị nói chuyện rất trợ búa nhưng khi đứng trước mặt phong thì người nào người đấy lại vô cùng ra dáng thủy mị nết na, đàng hoàng lịch sự. Nãy giờ tôi cũng đã nói sơ qua về công việc của các cô rồi. Nếu như các cô đồng ý với các điều khoản mà tôi đưa ra, thì có thể tới làm việc ngay ngày hôm sau, vì bên bộ phận bán hàng cũng đang cần người gấp. Theo như những gì mà phòng nói, thì tính ra mức lương cũng không dưới 7 triệu một tháng nếu làm việc tích cực. Chưa kể, các khoản tiền lương tháng nếu như doanh số cao và khoản thưởng của năm, vì công ty phòng cũng khá lớn, đương nhiên là các chị không từ chối vì chẳng ai cũng may mắn tìm được một công việc tốt lại là một công ty ổn định cả dù chỉ là làm hợp đồng thôi nhưng cũng đã quá tốt rồi lúc đi về định rủ hạnh đi ăn thì hạnh nói em còn phải mua đồ về nấu cơm nữa bây giờ cũng đã gần trưa rồi cơm nước cứ bù đầu lên như thế à cứ buổi sáng thì lo bữa trưa buổi trưa lo bữa tối rồi đến tối lại lo bữa sáng mai à em làm giúp việc mà biết làm sao được thôi nghỉ mẹ cái công việc ấy đi bảo anh ta cho đi bán hàng giống như bọn chị chị em đi làm với nhau chả vui hơn à ý kiến hay như thế mà hạnh lại không nghĩ ra sau khi chào các chị hạnh lập tức quay lại công ty của phong nhìn thấy hạnh quay lại phong ngạc nhiên lắm cô quên chuyện gì sao tôi muốn hỏi anh một chuyện nhìn thái độ của hạnh nghiêm túc nên phong cũng dừng tất cả mọi công việc đang làm dở để nghe hạnh nói cô nói chuyện gì thì cứ nói đi Tôi không muốn làm giúp việc cho nhà anh nữa Câu nói của Hạnh tự nhiên khiến Phong cảm thấy nhói ở tim Chẳng lẽ nào Hạnh lại muốn đi theo Dương sao? Chẳng lẽ nào anh Dương đã nói gì đó với Hạnh nên khiến cho cô muốn rời khỏi Cô ở nhà tôi cảm thấy khó chịu đến vậy sao? Cảm thấy chán ghét đến như thế à? Anh bị điên à? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi biết là dạo gần đây công việc của cô rất vất vả nhưng mà vài ngày nữa mẹ tôi đi rồi cô sẽ không phải làm nhiều nữa, cô nhất định muốn đi sao? Này, đúng là người đàn ông ấy đẹp trai thật, cũng có thể là quan tâm cô thật lòng, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới quen cô, đâu có thể tùy tiện đi theo người ta như thế. Hạnh càng nghe càng không hiểu Phong nói gì, cô muốn nói gì đó để hỏi anh ta đang có suy nghĩ gì thì anh ta lại càng nói nhiều hơn. Cuối cùng, Phong cuối cùng không chịu được Hạnh cầm luôn quyển sổ ở trên bàn ném vào người anh ta. Anh có im đi không? Nói vớ vẩn cái gì vậy? Vậy cô muốn đi đâu? Tôi muốn nghỉ làm giúp việc để đi bán hàng với các chị. Anh nào đẹp trai quan tâm gì? Ở đâu ra vậy? Lúc này thì tâm trạng của Phong mới trở về thực tại. Từ nãy đến giờ, anh nói vớ vẩn đi thiên cái gì đến chính bản thân anh cũng không rõ. Cho dù lại còn đi theo dương thần thì anh cũng đâu có là gì mà có quyền cấm cản. Vậy lý do gì mà tâm can tức cảm thấy khó chịu? Này, tôi nói anh có nghe thấy gì không đấy? Tôi không muốn làm giúp việc nữa, tôi muốn đi bán hàng. Đi bán hàng rất là nguy hiểm. Tôi ra ngoài bao nhiêu lần rồi, có ai động chạm gì tới đôi đâu, tính dọa tôi à? Nhưng mà công việc không vất vả, không phải nắng mưa gì. Cô đi bán hàng như thế này, suốt ngày phơi mặt ra ngoài đường, vất vả lắm. Nhưng mà tôi thấy còn hơn là phải ở nhà Nhìn thái độ của những người xung quanh anh Vậy cô nghĩ Ra ngoài bán hàng Không phải nhìn mặt thái độ của khách hàng à Thế tối tóm lại là anh có cho tôi đi bán hàng không Nếu như Phong đồng ý Để cho Hạnh đi bán hàng Thì đồng nghĩa với việc Là Hạnh sẽ rời khỏi nhà Phong Bé Nhi cũng sẽ đi khỏi Mà Phong thì không muốn như thế Nên tìm đại một lý do Tôi cũng muốn để cô đi bán hàng lắm Nhưng nếu cô đi bán hàng thì một trong ba người chị kia của cô sẽ có một người không được đi. Anh nói như thế là có ý gì? Không phải hôm qua anh nói là còn rất nhiều vị trí sao? Đấy là hôm qua. Từ hôm qua đến nay, người ta ứng tuyển nhiều lắm. Tôi lại lỡ nhận lời hứa rồi. Làm tổng giám đốc không thể nào nuốt lời được. Như thế nhân viên người ta sẽ coi thường. Thực sự là không còn vị trí nào nữa à? Tôi xin lỗi, nhưng mà cô cứ yên tâm đi. Nếu như có, tôi chắc chắn sẽ để cho cô đi làm. Hạnh bực bội đi về nhà, không được cái việc gì mà tốn mất 30 phút cuộc đời, còn chưa đi chợ mua được bất cứ thứ gì cho bữa trưa, đời căn bản lạc lãng xẹt. Hạnh đi siêu thị mất 15 phút, trở về nhà cũng hơn nửa tiếng, cô về đến nhà cũng đã là buổi trưa, Hạnh về tới thì thấy Thảo đang ở trong nhà, cô cũng chào hỏi coi như lễ nghĩa vì mình chỉ là người giúp việc, nhưng Thảo không thèm trả lời. Cô ta nhìn Hạnh mặt vô cùng vênh váo, nếu như hạnh để ý đến cái vẻ mặt của cô ta thì chắc chắn sẽ thấy bực tức nên hạnh cũng chẳng thèm nhìn cô còn rất nhiều việc phải làm hơi đầu mà để ý đến con người như thảo hạnh cố gắng để nấu bữa trưa một cách nhanh nhất nhưng mọi cố gắng của thảo dường như đều bị mẹ của phong phủ nhận khi bà ấy bắt đầu tỏ thái độ cô đi đâu từ sáng tới giờ hạnh đang nhặt sau cũng phải ngưng lại để trả lời con đi ra ngoài có chút việc ạ Bây giờ cô đang là người làm nhà này, cô đi đâu làm gì, thiết nghĩ cũng phải báo cho chủ một tiếng. Trước khi đi làm, cô không có học qua những điều này à? Vẫn là cái kiểu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại rất trì chí chiết người khác. Nhưng Hạnh vẫn cố gắng nhịn, người giúp việc mà, cần phải nhịn. Lần sau con sẽ chú ý ạ. Bà ấy lườm Hạnh. Bà ấy lườm Hạnh một cái rồi đi ra ngoài. Chẳng biết Thảo đã nói gì với bà ta mà bà ta lại có ác cảm với Hạnh đến như thế. Bình thường thì buổi trưa Phong ăn cơm ở công ty, thời gian nghỉ ngơi cũng có giới hạn nên anh không về nhà. Nhưng từ lúc mẹ trở về, mẹ lại có thái độ với Hạnh nên Phong cảm thấy không yên tâm. Sợ rằng Hạnh sẽ bị bắt nạt, sợ rằng một lúc nào đó cô sẽ tự ý bỏ đi. Chẳng hiểu sao lại sợ quá nhiều thứ đến như vậy. Hạnh phải cố lắm mới làm xong bữa trưa trước 11 giờ 30. Đúng là người có tiền thì cuộc sống của họ cũng khác. Phòng trở về nhà thấy Hạnh có vẻ mệt mỏi, mặt lại có nhiều mồ hôi, bản thân không tự nhủ mà đau lòng. Bản thân liệu có ích kỷ quá không khi không xác định được mối quan hệ nhưng lại cứ khư khư muốn giữ. Nhìn Hạnh bị hết người này đến người kia soi mói, tâm trạng cũng tâm trạng của Phòng cũng trở nên cáu gắt. Phong đi tới phòng bếp, nơi mà hạnh đang dọn bàn ăn. À, hạnh này, sao? Tôi, um, tôi có chuyện này. Còn chưa kịp nói xong, thì hạnh đã đi mất. Dường như câu chuyện của Phong vào thời điểm đó là vô cùng bất hợp lý với hạnh. Hạnh vẫn tất bật với công việc sang giờ. Phong đi theo giúp đỡ. Mỗi người một tay một chân sẽ tốt hơn. Chỉ mới để được cái bát lên bàn giúp hạnh, đã nghe tiếng quát của mẹ. Phong! Hạnh nghe thấy tiếng quát ấy thì có chút giật mình. Cô quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt giống như tia lửa của mẹ Phong. Phong đi về phía mẹ, bà ấy dường như có vẻ rất bực tức. Lúc này ở một góc chỉ có mẹ và Phong. Con làm chủ, làm gì và cư xử sao cho đúng mực. Ai người ta nhìn vào không biết, lại tưởng con và nó yêu nhau. Cái thảo nó đang ở đây, con làm như vậy mà nhìn được à? Con phụ... Con phụ cô ấy lấy cái bát thì có làm sao, có những chuyện mẹ không hiểu được đâu. Vậy bây giờ con nói luôn cho mẹ hiểu đi, mẹ cũng không thể nào ở đây mãi được, mẹ còn phải sang bên nước ngoài vì ở nó có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Mẹ muốn biết về chuyện gì? Chuyện giữa con và cái Thảo, con đừng có nói với mẹ là con lỡ đem lòng, yêu thương cái con đã là giúp việc, lại còn có một đứa con đấy nhá. Yêu sao? Phòng trầm lặng khi nghe thấy mấy lời nói ấy, trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ Phong muốn nói gì đó để mẹ hiểu, nhưng lúc ấy bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Hạnh chạy ra mở cửa, đứng trước mặt Hạnh là một người đàn ông vô cùng có khí chất. Mặc dù người đàn ông này đang ở độ tuổi trung niên, nhưng thân thể cường tráng, khuôn mặt đúng chuẩn mực xoái ca. Gu ăn mặc của người đàn ông này tuy vô cùng thẩm mỹ, nhìn thực sự không thể nào đoán ra độ tuổi. Chào cô! Ông ta còn sở hữu một giọng nói trầm vô cùng ấm áp, tuy nhiên hạnh vẫn không dám mở cửa ngay cho ông ta vào xin lỗi ông tìm ai vậy ạ tôi đến tìm bà thủy không biết là bà ấy có nhà không bà chủ tôi bây giờ đang ở trong nhà để tôi vào báo với bà ấy hạnh đi vào bên trong thấy hạnh đi vào mẹ phong hỏi ai vậy một người đàn ông trung niên ạ một người đàn ông trung niên ạ hạnh thấy lông mày bà ấy giật giật nét mặt có chút biến sắc đến rồi sao có mở cửa để ông ấy vào không ạ cô ra mở cửa đi vâng hạnh mở cửa cho ông ấy ông ta có nụ cười khá thân thiện hạnh nào có biết ông ta chính là người yêu cũ của mẹ phong là người năm lần bảy lượt hại phong và công ty của anh ta điêu đứng ông ta vừa bước chân vào trong nhà đã khiến phong kinh ngạc ông còn dám tới tận đây sao ông ta chẳng những không khó chịu mà còn rất vui vẻ Tôi đến thăm một người Bà ấy đâu rồi Mẹ tôi không có ở nhà Cậu không nên cư xử như trẻ con như vậy Ông đúng là mặt dày Tôi không đôi co với cậu Ánh mắt của ông ta lướt nhanh một vòng Chắc chắn người đàn ông muốn gặp Cũng muốn gặp ông ta Nếu không sao ông ta có thể vào trong nhà được Thảo đi ra nói với ông ta Bác gái đang đợi ông trong phòng sách Cảm ơn cô gái Ông ta theo Thảo đi vào bên trong, vừa nhìn thấy bà Thủy, đã không biết phải nói gì. Đi ra ngoài, Thảo đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn bà Thủy và ông Mạnh. Cuối cùng, thì bà cũng chịu quay về. Đây là nhà tôi, tôi lại không thể quay về sao? Đã lâu như thế rồi, bà có khỏe không? Bà Thủy quay lại nhìn ông Mạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chuyện đã qua lâu như thế rồi, Ông dùng trăm phương ngàn kế để bắt tôi phải về. Ông không thấy là mình có vấn đề về thần kinh sao? Tôi chờ bà bao nhiêu năm. Bà vừa về, đã nói những lời khó nghe đến như thế. Tốt nhất là ông im đi. Năm ấy, ai là người bỏ rơi tôi trước? Ai là người hứa về nhưng không về? Ai là người đã bỏ rơi tôi để quay lại với người yêu cũ? Chính là ông đấy. Ông đúng là một đồ khốn khiếp. Năm ấy, ông ta nói đi làm xa, lúc đi bà thủy cũng hứa chờ và ông ta cũng hứa quay về nhưng một thời gian sau thì ông ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc tình cảm mấy năm trời cuối cùng cũng kết thúc bằng việc ông ta làm đám cưới với người yêu cũ lúc ấy bà thủy đã rất sốc còn tìm đến cái chết nhưng may mắn thay gặp được bố của phong khi rơi xuống dòng nước thì bố phong đã nhanh chóng nhảy xuống dưới dòng sông ấy và cứu được ông mạnh nhìn bà thủy dường như ông ta cảm thấy khá ngạc nhiên trước những lời trách móc của bà thủy lúc tôi đi làm xa không phải bà cũng có tình cảm với một thằng ở trong hẻm sao ông im đi sao dám nói ra mấy lời xúc phạm đến nhân phẩm của tôi như thế hả đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng cãi vã bên trong đã vài lần phong định lao vào nhưng thảo cản bác cái nói mọi chuyện cứ để bác giải quyết dặn em là đừng có để anh vào. Hạnh không quan tâm đến chuyện này lắm, vì dẫu sao, nó cũng làm chuyện của nhà chủ. Cô đi lên phòng, rồi sắp xếp lại đồ đạc phòng mình. Ở trong phòng sách, vẫn là những tiếng ồn ào. Bà bình tĩnh, để tôi sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra xem nào. Chẳng lẽ, suốt bao nhiêu năm qua chúng ta hiểu lầm nhau sao? Tôi với ông không có hiểu lầm gì hết. Ông chính là kẻ bạn bội dối trá. Nếu như năm ấy không phải có chồng của tôi đã cứu tôi, thì tôi đã chết rồi. Tại sao ông không biến luôn theo người yêu cũ của ông đi? Ông còn quay lại đây tìm tôi, rồi tìm đủ mọi cách hãm hại con trai tôi. Bà nghe tôi nói đi, năm ấy, có người nói với tôi là bà cùng tên trong hẻm đã yêu đương nhau thắm thiết. Tôi chỉ vì quá tức giận cho nên mới quay lại và làm đám cưới với người yêu cũ. Rồi sao? Ông không tin tôi, cũng không hỏi tôi lấy một lời nào. Năm ấy, ông không tìm không hỏi thì những năm gần đây ông tìm tôi để làm gì tại sao trước đây bà không nói với tôi nếu như trước đây bà chịu giải thích như bây giờ thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này tôi không muốn giải thích với các loại người như ông ông mau cút đi bao nhiêu năm tôi vẫn tìm bà để muốn nghe bà giải thích tôi muốn nghe chính miệng bà nói là tại sao năm ấy bà bỏ tôi bà bỏ đi không nói lời nào khiến cho tôi phải tìm đủ mọi cách để ép bà trở về hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng cái hiểu lầm ấy nó đã ảnh hưởng đến biết bao người và rồi người thiệt thòi nhất lại chính là phong bây giờ có biết thì cũng đã muộn rồi nếu như ông không phải đi tìm đủ mọi cách để phá công ty mà mẹ con tôi gây dựng thì tôi cũng không thèm nói chuyện với ông đâu ông cút đi nhìn nét mặt của ông ta vô cùng đau khổ ông ta không nói thêm gì nữa mà lặng lặng đi về, trong đầu ông ta lúc này là những trách móc và cả hối hận. Năm ấy, ông ta đã không điều tra mà vội vàng tin vào lời người khác nói. Năm ấy, chính ông ta là người đã đi tìm người yêu cũ để quay lại, rồi khi nghe tin bà Thủy kết hôn, ông ta lại càng cảm thấy căm phẫn, càng nghĩ rằng chính bà ấy là người phản bội mình. Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, nhưng ông ta lại không biết làm cách nào để có thể níu kéo lại tình cảm bữa cơm hôm ấy bà thủy không ra ăn cũng không gặp hay nói chuyện với ai phòng rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể gặp được buổi chiều hạnh đón bé nhi về dạo gần đây cô thường tự đi đón con mình chứ không nhờ tài xế đón như trước nữa hai mẹ con đang trên đường về thì gặp sương bé nhi là người nhìn thấy sương trước cô bé kéo tay hạnh mẹ ơi chú đẹp trai kìa Hạnh nhìn theo hướng tay của con bé cũng là lúc Dương quay lại, Dương đi về phía Hạnh, câu đầu tiên mà Dương nói lại không phải là câu chào. "Ổn chưa?" "Tôi có sao đâu, tình cờ gặp anh rồi." "Chúng ta là có duyên." Dương đưa tay vuốt nhẹ má Nhi. "Cô bé xinh đẹp lại được gặp con rồi." "Con chào chú ạ." "5 năm trước hay bây giờ thì con vẫn rất đáng yêu." "Lại là 5 năm trước?" Hạnh thật không muốn nhắc lại chuyện đó một chút nào. Cô bé, chú đưa con đi ăn kem nhé. Con bé quay qua nhìn Hạnh, Hạnh còn chưa biết nên đồng ý hay không thì nhận được điện thoại từ Phong. "Tôi nghe, cô đang ở đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa về?" Trước khi gặp Dương, thì Hạnh còn đưa con bé đi chơi một lát rồi, Phong có lẽ thấy lo nên gọi. "Tôi tình cờ gặp anh Dương, tôi sẽ về ngay." Hạnh nói rồi tắt điện thoại. Phong nghe thấy hạnh đang ở cạnh dương, tầm từ lại bắt đầu rối loạn. Cảm giác này suốt cuộc là sao? Xem ra hôm nay không thể đi cùng cô rồi. Xin lỗi anh, bây giờ tôi phải về rồi. Khoan đã. Dương đưa tay lấy điện thoại từ tay hạnh, bấm số điện thoại của mình rồi lấy máy hạnh gọi qua. Anh làm gì thế? Khi nào cần có thể gọi cho tôi. Bóng hai mẹ con hạnh đi khuất, nhưng dương vẫn nhìn theo chuyện gì cũng cần phải có thời gian đặc biệt là chuyện tình cảm tôi cũng không cần phải quá vội vàng trên đường đi học về bé nhi vẫn ríu rít nói chuyện với mẹ mẹ ơi mai mẹ cho con đi ăn kem nhé để mai đi học về mẹ cho con đi con muốn đi cùng chú phong cơ chú phong bận lắm làm gì có thời gian đi chơi với mẹ con mình được con bé có vẻ hơi buồn nhưng vẫn trả lời con biết rồi ạ à? Hạnh vừa về đến nhà thì thấy Phong đứng ngay ở cổng. Con đi học về rồi à? Chú có mua bánh cho con để ở trong bếp ấy. Trẻ con làm gì có đứa nào không thích bánh, bé Nhi cũng không ngoại lệ. Còn bé nghe Phong nói có bánh thì vui lắm. Con cảm ơn chú ạ." À. Bé Nhi đi vào trong nhà, rồi Hạnh cũng định đi vào nhưng Phong lại cản lại. "Cô đã đưa bé đi đâu vậy?" Anh hỏi làm gì? Cô có biết đi ra ngoài đường rất nguy hiểm không? Cô lại còn đi đâu tới như thế? Anh bị điên à? Tôi ra ngoài còn chưa nổi một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, bé Nhi đã mất hơn 30 phút rồi. Tôi chỉ lo lắng cho cô, nên nói vậy thôi. Mà này, anh Dương có nói gì với cô không? Nói gì là nói gì? Không nói gì cả. Anh ta chỉ lấy số điện thoại của tôi thôi. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe Hạnh nói cho Dương số điện thoại, thì Phong lại nổi cáu sao cô có thể cho người lạ số điện thoại của mình như vậy được chứ cái thái độ của phong khiến hạnh cảm thấy anh ta có vấn đề chắc chắn là lên cơn hâm trong ngày rồi số điện thoại của tôi tôi thích cho ai thì cho tôi cho người ta số điện thoại của anh chắc vơ vẩn tại sao với tôi thì cô cứ như một con nhím xù lông còn với người khác thì cô lại dịu dàng đến mức cho cả người ta số điện thoại như thế vì nhìn anh rất đáng ghét hạnh nói rồi bỏ vào trong nhà để lại phong đứng ngoài cổng thất thần sao lại cảm thấy đau lòng khi người con gái ấy thân thiết với một người khác đây không phải là lần đầu tiên hạnh nói ghét phong nhưng chưa bao giờ phong cảm thấy tổn thương như lần này tối hôm ấy hạnh nấu cơm xong nhưng không thấy phong đâu cũng như mọi lần cô chẳng để ý gì cả mà lên phòng gọi phong xuống gọi đến mấy lần không thấy anh ta trả lời tự nhiên hạnh cảm thấy lo lắng thấy cửa không khóa nên hạnh mở cửa bước vào phòng ngồi ở dưới đất bên cạnh là một chai rượu tại sao tôi gọi anh không trả lời cô gọi một người cô kết cay kết đắng làm gì ơ anh dỗi à tôi với anh đâu phải lần đầu tiên cãi nhau sao anh trẻ con thế ừ tôi trẻ con đấy trong mắt cô tất cả những người khác đều là nam thần chỉ có tôi là giống như một đứa trẻ hay dỗi chưa gì con người này của phong hạnh chưa từng bắt gặp chỉ thấy anh ta lạnh lùng rồi công việc này nọ chứ chưa bao giờ thấy anh ta giống một đứa trẻ hay hờn dỗi đến như thế tự nhiên hạnh lại thấy buồn cười thôi anh xuống ăn cơm đi tôi không ăn anh làm sao thế tôi dỗi rồi hấp à cô ghét tôi đến vậy sao ghét đến mức nói chuyện thân thiện với tất cả mọi người trừ tôi hạnh chưa bao giờ ghét phong chỉ là Cách nói chuyện của Phong thoải mái quá, nên nhiều khi Hạnh hơi quá lời. Còn có thể gọi là bắt nạt, vì cho dù Hạnh nói gì, thì Phong cũng không bắt bẻ, không mang cái danh ông chủ ra để mà Hạnh sách. Thôi, anh xuống ăn cơm đi, mẹ anh đang chờ. Tự nhiên, Hạnh cảm thấy Phong cũng có chút đáng yêu, có lẽ cũng vì vậy mà Thảo nhất định không muốn buông bỏ. Phong đi theo Hạnh ra khỏi phòng, biểu cảm khi nãy thực sự quá mất mặt. Này! Lại sao nữa? Cô sẽ không chuyển đi đúng không? Anh say rồi à? Không, tôi đang rất tỉnh táo. Nói chuyện cứ như hâm ấy, tôi còn chưa lấy được tiền của anh, đi làm sao được? Vậy nếu như cuối tháng tôi trả lương cho cô thì cô sẽ đi sao? Đúng vậy. Không được. Phòng hốt hoảng nắm lấy tay hạnh, cô không được đi. Hôm nay anh bị điên à? Phòng cũng không biết mình đang làm gì, chắc có lẽ anh bị điên thật rồi. Buổi tối hôm ấy với Phong là một bữa tối tẻ nhạt nhất mà anh từng trải qua. Ăn cơm xong, Phong lên phòng tự nhốt mình, một bước cũng không ra ngoài. Thảo tới đứng gọi ở bên ngoài cửa phòng, nhưng Phong cũng không ra mở cửa. Mẹ Phong gọi Phong cũng không mở cửa, chỉ nói vọng ra. Ngày mai con có dự án lớn, con cần phải tập trung, đừng ai làm phiền con là được. Phong ngồi trong phòng, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra suy nghĩ về lần đầu tiên gặp hạnh một cô gái tốt bụng chẳng ngại rắc rối mà cứu anh khi anh gặp nạn sau khi cô gái ấy gặp chuyện dù phong có thể tùy ý sắp xếp cho cô ấy một căn phòng an toàn nhưng phong lại quyết định đưa cô ấy về nhà bình thường luồng giúp việc cũng chỉ có mấy triệu một tháng nhưng sợ hạnh không làm nên anh đã ngỏ ý trả cô cột... nhưng sợ hạnh không làm cho nên anh đã ngỏ ý trả cho cô 10 triệu để cô không từ chối. Cơm ở các nhà hàng ăn ngon hơn cơm hạnh nấu rất nhiều, nhưng ngày nào Phong cũng muốn trở về ăn cơm với mẹ con hạnh. Nhìn thấy hạnh buồn, thấy hạnh bị bắt nạt là tâm trạng anh lại như có lửa đốt, dường như có những lúc còn tức giận hơn cả hạnh. Khi nghe Dương nói là có tình cảm với hạnh thì không phút giây nào Phong cảm thấy yên lòng lúc nào cũng sợ hạnh sẽ dẫn bé nhi đi mất sợ một lúc nào đó nhìn thấy hạnh nhưng không phải là một hạnh trước đây nữa mà là vợ của một người khác phòng thậm chí còn cảm thấy dường như là mình đang ghen tuông khi nghe thấy hạnh đang đi cùng với sương tất cả mọi thứ là tại sao chẳng lẽ nào phòng đã thích hạnh rồi sao cái ý nghĩ ấy khiến phòng cảm thấy hoang mang suốt thời gian qua buồn vui khó khăn gì cũng có hạnh bên cạnh nói chuyện với hạnh mỗi ngày tâm tư lại trở nên vô cùng thoải mái lẽ nào mẹ nói đúng anh đã thực sự đem lòng thích hạnh rồi phòng mở cửa đi ra ngoài lúc này thảo đã về nhưng hạnh vẫn còn đang dọn dẹp sao cô còn chưa đi ngủ đang chăm chú làm việc tự nhiên có người nói sau lưng khiến hạnh giật mình anh bị điên à nửa đêm nửa hôm đi không một tiếng động lại còn nói ngay đằng sau người khác xem tin nữa là tim bắn ra ngoài rồi Cô cứ nhìn thấy tôi là thấy chữ điên ở trên mặt tôi à? Hạnh cũng thấy là mình hơi vô duyên nên chỉnh lại. Không phải, tại tôi giật mình thôi. Mà nửa đêm anh không ngủ, còn xuống đây làm gì? Hay trên phòng hết nước uống? Bé Nhi ngủ chưa? Còn đánh ngủ lâu rồi. Tự nhiên tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cô đi cùng tôi được không? Hạnh nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ đêm. Chỉ có những kẻ điên khùng 11 giờ đêm mới đi ra ngoài trời để hứng sương gió. Và người đàn ông bên cạnh hạnh lúc này chắc chắn thần kinh lại có vấn đề rồi. Anh nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Chỉ một lát cũng được, không sao. Hôm nay anh làm sao đấy? Tôi đang có chuyện buồn. Thấy Phong như thế, Hạnh chỉ biết thở dài, lau nốt cái bàn rồi đi ra ngoài với Phong. Vì đã lỡ hứa với bé Nhi là ngày mai cho con bé đi ăn kem nên hạnh mới làm cố sợ ngày mai cho con bé đi chơi lại không có thời gian dọn dẹp nhà cửa công việc còn chưa xong lại gặp phong đúng là chẳng có chuyện gì có thể tính trước được đi loanh quanh ngoài sân cả 5 phút đồng hồ mà không nghe thấy phong nói câu nào hạnh phải hỏi chuyện trước hôm nay anh làm sao thế chẳng giống mọi ngày gì cả tôi cũng không biết tôi làm sao nữa anh không biết thì sao tìm cách giải quyết được nhìn anh giống như kiểu đang tương tư ai đấy vậy tương tư sao phong cười nụ cười ấy dù là thoáng qua thôi cũng ấm áp phong quay sang nhìn hạnh cô thấy tôi là người như thế nào cô cứ nói đi nói thật những gì mà cô nghĩ tự nhiên tôi cảm thấy tò mò và muốn biết phong là người như thế nào sao thực ra thì trước giờ hạnh cũng chưa từng đánh giá phong bây giờ đột nhiên được hỏi lại không biết trả lời thế nào cho đúng. Cô cứ nói những gì mà cô nghĩ thôi, không cần phải trao chuốt thêm bất cứ điều gì. Theo như những gì mà tôi thấy, thì anh là một người thành đạt, cũng tốt. Chỉ có vậy sao? Khá nhiều chuyện. Hả? Hả cái gì mà hả? Hỏi gì nhiều? Ừ, một lát sau. Mấy hôm nay cô sao thế? Cứ thấy cô lo lắng, tôi có chút chuyện không thể nói cho tôi nghe sao cũng không có gì chỉ là bố của con gái tôi đang đi tìm hai mẹ con hắn ta tìm cô với bé nhi sao nhưng tìm để làm gì tôi cũng không biết đang nói chuyện với phong thì điện thoại của hạnh có tin nhắn hạnh mở ra xem thì thấy tin nhắn của dương phong nhìn lướt qua thấy được mấy dòng chữ kia không can tâm mà nói với hạnh Giờ này vẫn còn nhắn tin sao? Anh lại sao thế? Tôi còn chưa trả lời. Vậy cô có ý định trả lời không? Đương nhiên là có rồi. Giọng phòng nói nghe buồn hẳn. Thế lát nữa về phòng, cô cũng nhắn tin với tôi được không? Nghe phòng nói như thế, Hạnh chỉ biết cười. Hôm nay anh lạ lắm ấy, cứ như bị ma nhập, toán nói linh tinh. Phòng không lạ, chỉ là đang dần cảm nhận được những cảm xúc của mình đã bắt đầu biết ghen rồi nếu như phòng đã xác định rõ được tình cảm của mình với hạnh thì cũng nên một lần dứt khoát với thảo chưa chồng tìm cảm thấy thích hạnh mà thảo vẫn qua lại thì không hay cho lắm sáng hôm sau hạnh lại đưa bé nhi đi học như mọi ngày nhưng hôm nay có một sự khác biệt xe của dương đậu ngay dưới cổng nhìn thấy dương hạnh không tránh khỏi kinh ngạc sao anh lại ở đây anh đợi em. Nghe thấy Dương nói mấy chữ ấy, Hạnh còn kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy Dương đứng ở trước cổng nhà Phong. Mới hôm qua, còn cô cô tôi tôi, hôm nay đã anh em, như thế là thế nào? Em sao thế? À không sao, tại tôi thấy không quen. Dương ngồi xuống trước mặt bé Nhi, giọng nói ấm áp vô cùng dễ chịu. Hôm nay, hai mẹ con không phải đi xe buýt nữa. Chú chưa đi, có Hôm nay, hai mẹ con không cần phải đi xe buýt nữa. Chú đưa đi có chịu không? Với bé Nhi thì tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng với Hạnh thì cái vấn đề này nó không phải là nhỏ. Hạnh đang định từ chối thì không biết phòng ở đâu chạy tới. Còn nắm tay Hạnh kéo cách xa Dương thêm vài bước nữa. Anh làm cái gì vậy? Hành động ấy của Phong khiến Hạnh cảm thấy rất ngại với Dương. Cứ như kiểu Dương vừa làm gì Hạnh vậy? Phong nhìn Dương anh tới đây có chuyện gì không? Trái ngược với cái biểu cảm sốt sáng của Phong, thì Dương lại rất bình tĩnh. Anh ta cho hai tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn Phong. Không cần gấp gáp như vậy, tôi và cậu lát nữa gặp sẽ nói chuyện. Còn bây giờ, tôi phải đưa bé Nhi đi học, cậu vào nhà đi. Không được, hôm nay em đã hứa là sẽ đưa bé Nhi đi học rồi. Thật vậy sao? Vậy mà tôi thấy mẹ con cô ấy lại có ý định đi xe buýt. Cậu cư xử cho người lớn một chút đi. Phòng chưa bao giờ thấy Dương như thế. Nói ra câu nào cũng đều dứt khoát như muốn ngay lập tức hạ cục đối thủ. Khi phát hiện ra bản thân mình có tình cảm với Hạnh, cũng là lúc Phòng nhận ra bản thân đang đối mặt với một đối thủ vô cùng đáng gờm. Bình thường đi xe buýt chẳng ai ngó ngàng. Đột nhiên, hôm nay lại có những hai người muốn đưa mẹ con Hạnh đi học hạnh cứ bị hai con người bên cạnh quay như trong chóng trước giờ trong mắt phong dương là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo bây giờ tự nhiên cùng dương thích chung một người phụ nữ phong lại cảm thấy mình có chút không tự tin tôi sẽ đưa cô ấy và bé nhi tới trường còn chuyện của tôi và cậu lát nữa gặp nhau sẽ nói có thể phong không tự tin nhưng lại không thể nào chấp nhận được chuyện nhìn người phụ nữ mà mình muốn ở bên cạnh cả đời lại đi cùng một người đàn ông khác cũng có chung ý định giống mình, phòng cường quyết. Em sẽ đưa bé Nhi tới trường. Nếu như Hạnh để yên không nói gì, thì có lẽ hai con người này sẽ tranh giành nhau tới tận trưa và bé Nhi chắc chắn sẽ muộn học. Hạnh đành lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Tôi không biết hai người hôm nay bị làm sao, cũng không quan tâm lắm, nhưng con gái tôi sắp muộn học rồi. Tôi không muốn đi chung xe với ai hết, mẹ con tôi có thể tự đi xe buýt đến trường. Hạnh chỉ nói có vậy rồi nắm tay bé Nhi đi thẳng. Dạo gần đây, thời tiết nóng nực hay sao, mà đầu óc của hai con người kia thường xuyên có vấn đề vậy. Hạnh đi rồi chỉ còn Phong và Dương vẫn đứng ở đó. Lúc này thì Dương vô cùng nghiêm túc, cái gì tôi cũng có thể nhường cậu. Nhưng chuyện này thì không được, bây giờ cậu nói rõ được rồi, cậu với Hạnh là như thế nào? Em thích cô ấy. Phong trả lời không một chút do dự, đến cả việc thích một người mà không dám nói thì làm sao sau này có thể bảo vệ được người ta. Dương dường như chẳng hề ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của Phong. Cứ như kiểu, ngay từ đầu anh ta đã biết rõ nhưng không nói ra vậy. Chuyện giữa cậu và em gái tôi, tôi không nhắc tới. Bởi vì dù sao hai người cũng đã kết thúc từ rất lâu và tôi là người hiểu rõ nhất. Bây giờ chỉ nhắc tới Hạnh, cậu thương cô ấy tới mức nào? Phong chỉ biết là mình thích Hạnh, cảm thấy ghen khi hạnh ở cạnh người đàn ông khác còn thương đến mức nào như dương hỏi thì phong vẫn chưa thể nào xác định được cậu không xác định được đúng không vậy thì cậu chẳng xứng đáng với bất cứ một thứ gì cả yêu một người là phải thương họ thương như thế nào cậu còn không biết thì cậu đừng bao giờ nói là thích hay yêu cô ấy cả em không biết là mình đã thương cô ấy tới mức nào nhưng ở cạnh cô ấy em cảm thấy rất thoải mái hàng ngày em đều muốn về nhà để nói chuyện với cô ấy chỉ cần cô ấy buồn hay bị ai đó gây khó dễ là trong lòng em cảm thấy vô cùng khó chịu em muốn bảo vệ cô ấy chưa bao giờ em có thể im lặng nhìn cô ấy buồn xem ra lần này thì tôi không dễ dàng có được hạnh rồi tôi và cậu thử đấu một lần công bằng xem ai xứng đáng có được tình cảm của hạnh được hai người đàn ông thích một lúc quả thật không phải là một điều gì may mắn khi hạnh còn nhỏ thì không được bất cứ một ai yêu thương. Đến khi lớn lên, một lòng một dạ yêu một người thì bị người đó xuồng bỏ. Rồi khi không còn cảm giác muốn yêu thương ai nữa thì lại có những hai người đàn ông theo đuổi. Vẫn chưa biết là hạnh sẽ chọn ai, nhưng thời điểm tới có lẽ cuộc sống của cô sẽ vô cùng rắc rối. Thế mạnh của Phong chính là được ở cạnh hạnh mỗi ngày, còn Dương chỉ là người mà hạnh quen biết sơ qua cách đây 5 năm. Ấn tượng duy nhất của Hạnh về Dương chính là Dương đã giúp Hạnh sinh bé Nhi, còn lại thì không có gì khác. Nhưng với Phong thì hàng ngày Hạnh đều nói chuyện vô cùng thoải mái, có chuyện gì buồn cũng có thể kể cho Phong nghe. Nhìn sơ qua thôi, đã thấy ai là người chiếm ưu thế rồi. Nhưng thái độ của Dương lại khiến cho người ta có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Thái độ ấy khiến cho người ta cứ nghĩ rằng anh ta chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế, cho dù bản thân mình đang đứng ngay ở vị trí bất lợi. Cứ quyết định như vậy đi, tôi chắc chắn sẽ đưa mẹ con cô ấy rời khỏi đây, lúc ấy cậu có muốn giữ e rằng cũng không có khả năng. Em chắc chắn sẽ giữ được cô ấy. Vậy tôi chờ cậu." Dương lên xe đi về, phòng ngay lập tức lấy xe chạy đến trường học của bé Nhi, hạnh đưa bé Nhi vào trường học rồi đi ra định bắt xe buýt về thì nhìn thấy ô tô của Phong. Rõ ràng là sáng nay trời vô cùng mát mẻ, mà thật kinh của anh ta vẫn chưa trở về trạng thái bình thường hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Hạnh vẫn đi tới chỗ Phong. Sao anh lại ở đây? À, anh đến để chờ em về. Điên à? Sao tự nhiên em lại chửi anh thế? Tự nhiên anh anh em em. Anh nhìn tay tôi đi, nổi hết da gà lên rồi đây này. Anh hơn tuổi em mà, gọi anh em là hợp lý rồi. Tôi không quen. Anh và bạn anh làm ơn trở về trạng thái bình thường hộ tôi cái. Sáng ngày ra, tôi đã có cảm giác mình đi lạc vào một cái thế giới nào đấy, chứ không phải ở bên thế giới ngày hôm qua nữa. Phong chính là sợ Dương sẽ cướp mất hạnh ra khỏi cuộc sống của Phong, nên anh ta mới có chút vội vàng như thế. Tình yêu vốn dĩ phải có thời gian thì mới sâu đậm được, nhưng đằng này, tình cảm Phong dành cho hạnh chỉ vừa mới chớm nở thôi đã có một đối thủ muốn xen vào cướp mất hạnh, phòng làm sao có thể không sợ. Thôi em lên xe đi, để anh đưa em về. Đợi đã. Em muốn đi đâu sao? Không phải, tôi chỉ muốn nói với anh là lát nữa về nhà, đừng có anh anh em em với tôi. Nếu để mẹ anh nghe thấy được, thì cuộc sống của tôi sẽ từ mé địa ngục rơi thẳng xuống đáy đấy. Em chưa từng nghĩ là anh có thể bảo vệ được em sao? Suốt thời gian qua, không phải anh đã làm tất cả để em có được cuộc sống an toàn sao? Cuộc sống an toàn của tôi trước khi gặp anh luôn rất tốt. Tự nhiên anh làm đảo lộn lên rồi bảo vệ tôi là như thế nào? Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì khi ấy bị người ta truy sát. Hạnh đưa tay lên sờ chán phong xem có phải anh ta bị ấm đầu hay không. Nhiệt độ bình thường mà sao hâm thế nhỉ? Nếu như lúc ấy không bị người ta truy sát thì đâu có đội em cứu Thôi đi về nhà đi Anh càng nói tôi càng cảm thấy hoang mang Hay bây giờ tôi đưa anh đi đến bệnh viện Để khám bác sĩ tâm lý nhé Chứ tôi thấy anh bây giờ Không được bình thường đâu Ừ Hình như anh bị bệnh rồi hay sao ấy Bây giờ anh cảm thấy rất là chóng mặt Em có thể nắm lấy tay anh Rồi dưa, dưa Ừ Hình như là anh bị bệnh rồi hay sao ấy Hình như bây giờ anh cảm thấy rất là chóng mặt Em có thể nắm lấy tay anh rồi đưa anh đến chỗ để xe được không thôi anh đi một mình đi anh đang bị chóng mặt mà tôi lên xe anh để tôi chết chung với anh à vớ vẩn phòng vội vàng nắm lấy tay anh anh chỉ đùa thôi Đánh chở em đi siêu thị mua đồ luôn lát nữa em khỏi phải đi xe buýt tôi nghĩ là ngày mai trời sẽ nắng hạn hoặc là bão rất lớn bình thường anh chỉ có công việc còn những người xung quanh như thế nào anh cũng chẳng thèm để ý đột nhiên hôm nay quan tâm đến tôi một cách bất thường như thế này đến ông trời có khi còn ngạc nhiên rối loạn chứ đừng nói gì là tôi phong không nói gì mà cứ cầm tay hạnh kéo lên xe tất cả mọi hành động của hạnh và phong đều nằm gọn trong ánh mắt của dương người đàn ông này dường như đã có sẵn một suy tính nào đó để có thể tiếp cận được trái tim hạnh tất cả mọi chuyện về hạnh từ quá khứ cho đến hiện tại dương đã điều tra đến hết để có được tình cảm của một người phụ nữ không phải hiểu họ là điều cần thiết hay sao mọi chuyện vốn dĩ đã đủ rối loạn lắm rồi nhưng thảo vẫn đang nung nấu trong một suy nghĩ đó là nhất định phải chiếm phòng cho bằng được trong tay thảo là một chai thuốc kích dục loại mạnh người ta chỉ uống và một sò thôi là ý chí cho dù có cao đến mấy cũng sẽ bị hạ gục lần này nhất định cô ta sẽ sử dụng chiêu bài cuối cùng thường thì khi còn rất nhiều thời gian con người ta sẽ không biết trân trọng những thứ ở cạnh mình đến khi nhận ra những thứ ấy quan trọng thì lại không còn là của riêng mình nữa có những thứ cần phải chờ đợi đến một thời điểm nhưng có những thứ để lại không thể vì càng chờ đợi thì nó càng xa cách mình vội vàng là những điều không tốt nhưng đối với tình hình của phong hiện tại thì nếu không vội vàng chắc chắn sẽ mất đi hạnh đối với hạnh vào thời điểm ấy thì cho dù là dương hay phong thì hạnh cũng sẽ có được hạnh phúc dương là một người đàn ông trưởng thành công việc ổn định cho dù là trước đây hay khi gặp lại thì vẫn luôn coi hạnh là một cô gái đặc biệt trong tâm luôn luôn mong muốn bảo vệ hạnh cho dù tình cảm mà anh ta thể hiện ra nó không nhiều phong cũng là một người thành đạt tính cách ấm áp biết quan tâm người khác nhưng nếu mà so sánh về độ trưởng thành thì lại không bằng dương tuy vậy khi ở bên phong hạnh chắc chắn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn vì phong không quá chú trọng câu từ trong câu nói của hạnh điều đầu tiên mà phong muốn làm khi công khai theo đuổi hạnh đó chính là nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình mấy ngày gần đây mẹ liên tục bị ông mạnh làm phiền cho nên không có thời gian để ý gì đến chuyện tình cảm của phong với thảo bà cũng không nhắc thường xuyên như lúc mới trở về. Hôm ấy mẹ Phong đang ở trong phòng khách. Phong đi vào trong phòng để nói chuyện với mẹ. Hôm nay không phải chuẩn bị giấy tờ hay bản kế hoạch gì cho ngày mai sao? Có một vài bản hợp đồng con đã ký xong. Bây giờ con đang rảnh. Có chuyện gì muốn hỏi mẹ? Mẹ và người đàn ông ấy thực sự có khả năng sao? Cũng không hẳn không có nghĩa là không thể đúng không mẹ mọi thứ chỉ là hiểu lầm dù sao thì mẹ bây giờ cũng già rồi không quan trọng mấy chuyện yêu đương tình cảm ấy nữa cứ để nó thuận theo tự nhiên cũng ổn con vẫn luôn tôn trọng quyết định của mẹ mẹ biết mà chuyện con với cái thảo thế nào rồi con đã nói với mẹ ngay từ đầu con và cô ấy hoàn toàn không có khả năng sao con không thử mở lòng mình thêm một lần nữa nó là một cô gái tốt gia đình cũng có điều kiện hoàn toàn môn đăng hộ đối với gia đình mình con có công việc ổn định và con có thể lo cho vợ con con sau này vấn đề môn đăng hộ đối con hoàn toàn không quan trọng nhưng mẹ lại thấy thấy nó quan trọng chuyện công việc con có thể nghe theo mẹ nhưng chuyện tình cảm thì không hơn nữa con cũng đã có người trong lòng rồi bà thủy khi nghe thấy phong nói là đã tìm được người thích hợp thì cảm thấy khá ngạc nhiên chỉ mới mấy ngày trước còn chưa thấy phong có ý kiến gì mấy ngày hôm sau đã nói có bạn gái khiến cho người làm mẹ như bà không thể không kinh ngạc đó là ai người này mẹ cũng biết chỉ nghe thấy mấy chữ đó thôi là bà đấy đã gần như đoán ra được sự việc mặt bà ta trở nên cau có tuyệt đối không được mẹ biết con nói đến ai sao con là con trai của mẹ chỉ cần lướt qua thái độ của con thôi là mẹ đã đủ hiểu rồi cô gái đó thực sự không được tất cả mọi thứ về cô ta đều không được đó là một cô gái tốt đã trải qua rất nhiều đau khổ nên con tin cô ấy sẽ trân trọng hạnh phúc hiện tại con đừng có nói năng vớ vẩn đường đường là một tổng giám đốc mà lại có ý nghĩ sẽ đi lấy một đứa giúp việc lại có một đời chồng và một đứa con con muốn sau này mẹ bước chân ra đường sẽ không ngẩng mặt lên nhìn đời được hay sao cô ấy chỉ vì sự ngây dại nhất thời tuổi trẻ mà bị người ta lừa gạt ngoài chuyện ấy ra cô ấy không làm gì sai trái cả con mong mẹ hãy tôn trọng quyết định của con cũng như tôn trọng người mà con muốn lấy làm vợ con muốn mẹ tức chết đúng không con đi ra ngoài đây con chỉ muốn nói cho mẹ biết về quyết định của con thôi phong bước chân ra ngoài mà không ngừng căng thẳng chuyện cần nói thì cũng đã nói không thể cứ mãi giữ trong lòng được điều duy nhất bây giờ mà phong lo lắng chính là không biết phải thổ lộ tình cảm của mình như thế nào để hạnh chấp nhận trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi sợ rằng hạnh sẽ thích Dương. Sợ rằng hạnh sẽ chọn sự trưởng thành chứ không chọn một người như Phong. Cuộc nói chuyện giữa Phong và mẹ Phong Hạnh hoàn toàn không hề hay biết. Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa nên Hạnh ra mở. Người đứng trước cổng chính là Thảo. Hạnh mở cửa cho Thảo vào trong nhà. Thái độ của cô ta vẫn vinh váo như mọi ngày. Mà cũng phải. Thân phận cô ta cao sang như thế chứ đâu có giống như Hạnh điều ấy cũng chẳng khiến cho hạnh cảm thấy buồn vừa vào tới trong nhà là thảo lập tức tìm cách lấy lòng mẹ phong cô ta mang cho mẹ phong không biết bao nhiêu là mỹ phẩm đồ hàng hiệu những thứ ấy cho dù hạnh có đi làm cả đời cũng chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra mua chứ đừng nói là làm quà tặng mẹ phong định nói cho thảo biết những điều mà phong đã nói với bà ấy nhưng rồi bà lại mong muốn tự bản thân mình sẽ khuyên được phong nên tạm thời không nói chỉ sợ mọi thứ không thể giải quyết mà càng rắc rối thêm. Thảo nói chuyện với bà ấy một lúc thì đi tìm Phong. Cô ta tự mình trổ tài đảm đang đi pha cho Phong một ly nước cam. Tất nhiên chẳng phải tự nhiên mà cô ta làm như thế. Nếu là bình thường thì cô ta đã sai hạnh làm rồi đưa lên cho Phong rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ cô ta cho vào đó hai giọt thuốc kích dục. Đêm nay anh nhất định sẽ là của em đây không phải là thủ đoạn. Đây chính là con bài lật ngửa được tình huống lúc này. Cô ta cầm lấy cốc nước cam rồi dơ lên ngắm nhìn nó. Còn chưa kịp đem lên cho Phong thì có điện thoại. Là số điện thoại của bố cô ta. Không biết là ông ấy gọi có chuyện gì. Cô ta vừa nghe máy thì ở đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của bố. Con mau về nhà đi. Mẹ con có chuyện không hay rồi mẹ con có chuyện gì vậy hả bố mẹ con bị tụt huyết áp bây giờ bị ngất xỉu bố gọi bác sĩ rồi con mau về nhà đi cô ta nghe thấy mẹ mình có chuyện thì vội vã trở về nhà mà không kịp chào hỏi ai cốc nước cam ấy cũng để ở trên bàn còn chưa kịp đổ đi dù không có thời gian thực hiện kế hoạch lúc thảo pha nước cam thì hạnh cũng nhìn thấy cô chỉ là không thấy được cảnh thảo cho thuốc kích dục vào trong nước cam mà thôi pha xong ly nước này mà cô ta lại không đem lên cho phong cô ta về mà không nói năng gì chắc chắn là có chuyện gì đó hạnh nghĩ như vậy rồi cầm ly nước cam ấy lên phòng cho phong phong lúc này đang làm việc anh uống nước đi sao tự nhiên hôm nay lại pha nước cam cho anh thấy anh làm việc vất vả hà anh bớt ảo tưởng đi ly nước này là do thảo pha vậy anh không uống đâu anh có biết như thế nào gọi là lãng phí không hay anh có quá nhiều tiền rồi nên anh không cần thiết phải để ý đến vấn đề ấy lại là cái bài giảng đạo muôn đời của hạnh nếu như phong còn không uống thì chắc chắn hạnh sẽ lải nhải đến tận mấy ngày hôm sau đương nhiên tiền không phải do hạnh bỏ ra nhưng cái tính cách tiết kiệm từ trong máu khiến cho hạnh nhìn thấy những sự lãng phí làm cô cảm thấy khó chịu anh sẽ uống nhưng em phải uống với anh sao tôi phải uống với anh đây là ly nước thảo làm cho anh chứ không phải làm cho tôi tôi muốn uống tôi sẽ tự làm nếu vậy anh sẽ không uống em có nói gì anh cũng sẽ không uống anh bị hâm à anh rất bình thường Hạnh đành lấy một cái cốc khác rồi đổ một nửa nước cam sang cốc mới ấy. "Đây anh uống đi, tôi về phòng." Hạnh để ly nước cam lên trên bàn trở lại cho phòng rồi cầm nửa ly nước kia đi ra ngoài. Cô uống xong đem cốc đi rửa rồi về phòng ngủ. 15 phút sau khi uống cốc nước cam ấy thì Hạnh bắt đầu thấy cơ thể của mình có biểu hiện bất thường. Cơ thể nóng lên một cách không ổn định cả người mệt mỏi cảm giác còn kinh khủng hơn cả say rượu hạnh lấy một ly nước rồi uống hết vì cổ họng cô lúc này rất khô cảm giác vô cùng khó chịu mà hạnh cũng không định nghĩa được nó là loại cảm giác gì lúc này hạnh mới nghĩ tới phong là phong cũng uống ly nước cam ấy hạnh tin tất cả mọi thứ đều là do ly nước cam ấy mà ra hạnh không nghĩ sâu xa chỉ nghĩ là có khả năng quả cam mà thảo lấy trong tủ ra vắt có dính thuốc sâu nên hạnh mới bị ngộ độc dù cơ thể đang mệt mỏi nhưng hạnh vẫn cố gắng đi sang phòng của phong nếu như phong chưa kịp uống ly nước ấy thì chắc chắn sẽ không sao khi hạnh ra khỏi phòng phong thì lúc ấy phong cũng đã lấy ly nước cam uống rồi và lúc này thì cơ thể phong cũng bắt đầu giống như hạnh cơ thể dạo dực một cách khó tả phong đứng dậy cố gắng hít thở thật sâu mọi hành động của phong lúc này dường như đang mất đi kiểm soát phong uống một nửa hạnh uống một nửa thời điểm uống lại cùng nhau nên biểu hiện của hai người là hoàn toàn giống nhau lúc đi qua tới phòng của phong thì hạnh đã cảm thấy cơ thể mình bất thường lắm rồi nhưng cô lại hoàn toàn không nghĩ ra thứ mà cô uống phải không phải là thuốc sâu như cô nghĩ mà chính là loại thuốc kích dục cánh cửa phòng phong mở ra vì phòng không khóa cửa ở bên trong lúc này thì phong đang ngồi ở trên giường cố gắng dùng mọi lý trí để khống chế lại thứ cảm xúc mà bản thân đang gặp phải thoáng qua ý nghĩ phong hiểu là bản thân mình đang gặp phải vấn đề gì và cũng biết được là trong ly nước cam mà mình uống nó chứa cái gì nhưng khi nhìn thấy hạnh thì dường như ý chí mà phong đang cố gồng lên nó giảm nhanh đến mức chỉ còn một nửa Hạnh đi vào trong phòng. Hơi thở lúc này đã gấp gáp lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng hỏi Phong. Ly nước cam ấy. Anh... anh uống chưa? Anh uống rồi. Nó có độc đấy. Phong biết là Hạnh ngây thơ, nên sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Hạnh đưa tay lên chán mình sợ thấy rất nóng, cô tiến lại gần phía phong rồi đặt bàn tay mình lên trán phong để xem phong có bị sốt giống như mình không bàn tay hạnh vừa chạm lên trán phong thì lập tức trong cơ thể phong như có một dòng điện chạy ngang qua chút kiềm chế cuối cùng cũng lại vơi đi mất một nửa nữa phong cố gắng dùng lý trí để khống chế dục vọng nhưng không được cả người dạo rực nóng tới mức chỉ muốn ngay lập tức cởi hết áo quần rồi được người con gái trước mặt hòa vào làm một hạnh ban đầu chỉ thấy cơ thể khó chịu nhưng càng về sau càng cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng hấp dẫn điều ấy khiến cho hạnh thấy vô cùng xấu hổ mặc dù biết đó là không đúng nhưng hạnh không thể nào rời khỏi đôi mắt của phong dường như hạnh bị chìm ở trong đó mà không có cách nào thoát ra được lý trí và sức chịu đựng của hạnh không bằng phong nên chẳng mấy chốc hạnh hoàn toàn bị cuốn vào trong khát khao dục vọng Đôi tay không kìm chế được mà đưa tay lên vuốt má Phong một lần nữa. Phong lúc này vẫn còn một chút lý trí cuối cùng, anh cố gỡ tay Hạnh ra vì sợ rằng bản thân sẽ làm gì đó có lỗi với Hạnh. Nhưng lúc ấy Hạnh đâu có còn biết gì nữa, cô như một đứa trẻ làm nũng với Phong, hết đưa tay vuốt mà anh rồi lại xuống đôi môi mềm mượt, di chuyển dần xuống cổ, rồi lại lướt nhẹ qua những sợi tóc cho dù là một người bình thường còn khó có thể vượt qua cám dỗ ấy. Chứ nói gì đến Phong, một người đang bị trúng thuốc. Hạnh để hai tay lên hai má Phong. Khuôn mặt Hạnh chỉ cách khuôn mặt Phong có mấy cm. Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp và cả tiếng trái tim đang đập rất mạnh. Ở gần Hạnh như thế Phong không thể nào không cảm thấy hạnh phúc. Ngay lúc ấy Phong nhân cơ hội hỏi em có yêu anh không hạnh ngây ngô gật đầu khi muốn làm bất cứ một điều gì đó thì người ta thường cần lý do và cái gật đầu của hạnh chính là lý do khiến cho phong muốn vứt bỏ hết lý trí phong không phải là một người đàn ông tồi cũng không phải là một kẻ vô trách nhiệm có được hạnh chính là có được lý do chính đáng để bảo vệ cuộc sống của cô sau này ngay lúc ấy thì cả hai đều là tự nguyện phong cũng không hề ép buộc gì hạnh khuôn mặt cả hai lại gần nhau thêm một chút rồi một chút mọi khoảng cách trước đây đều bị xóa sạch nếu là ở một thời điểm khác khi cả hai không ai có tình cảm với ai thì chuyện này mới đáng lo lắng nhưng đằng này phong đã coi hạnh là người mà bản thân muốn chăm sóc cả đời nhất định sẽ không để hạnh phải chịu thiệt thòi lúc ấy họ gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương đang dồn dập cảm nhận được khát khao của cả hai người môi họ chạm vào nhau ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng càng về sau nó càng trở nên mãnh liệt đã quá lâu hạnh chẳng gần gũi đàn ông bản thân cũng không khao khát chẳng màng gì tới dục vọng nhưng không có nghĩa là cơ thể cô không đòi hỏi dường như mọi cảm giác lúc ấy hạnh có chính là một sự bù đắp. Hạnh đưa đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Phong. Cảm giác mềm mềm thơm thơm đưa Phong lạc vào một thế giới nào đó đầy ảo diệu. Môi không rời môi. Cuồng nhiệt trong cuồng nhiệt. Chỉ một lát sau đó trên người của cả hai không còn lấy một mảnh vải. Da thịt ấm áp chạm vào nhau. Kích thích vô cùng mãnh liệt hạnh không ngoan ngoãn mà vòng tay ôm lấy phong tay đùa nghịch khắp tấm lưng trần rộng từng chút từng chút di chuyển dần xuống dưới xoa xoa vỗ vỗ rồi bóp nhẹ một cái mông cũng cong nha khá quyến rũ bàn tay hạnh tiếp tục di chuyển qua lại một chút tay hạnh chạm nhầm vào một vật gì đó vừa to lớn lại vô cùng cứng cáp cô đưa mắt nhìn xuống có chút ngại ngùng định rút tay lại nhưng không được ở cạnh soái ca thì đó là điều hoàn toàn không có khả năng hành động ấy của hạnh vô tình đẩy dục vọng trong phong lên tới đỉnh điểm phong lập tức bế hạnh đặt lên giường trước mắt người đàn ông ấy chính là cảnh tượng xuân sắc ái tình người con gái mà anh ta yêu đang ở ngay trước mặt vô cùng gần phong cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán hạnh một nụ hôn chuyển xuống mắt ở mũi rồi chạm nhẹ vào hai cánh môi hồng cơ thể phong đang đòi hỏi mãnh liệt nhưng phong cố gắng kìm chế để bản thân không lao vào hạnh như một con thú đói mồi cho dù đang khao khát được cùng hạnh ngay lập tức hòa là một nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên của cả hai phong muốn giữ lại những cảm xúc thật ngọt ngào trong căn phòng sáng đèn xuân tình tựa mây khói nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào môi phong di chuyển dần xuống cổ, như để đánh dấu chủ quyền anh lưu lại đó một vết đỏ. Nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp, một chút cố ý mà kích thích hạnh, khiến cô không tự chủ mà kêu nhẹ một tiếng. Ừm, bên dưới một chút là đồi núi chập trùng, hạnh dù đã có con nhưng ngờ không một vết dạn, trái lại vô cùng căng tròn tràn đầy sức sống. Phong dùng tất cả kỹ năng có được mà kích thích nó. Sự tấn công ấy như những đợt sóng mạnh mẽ khiến hạnh không khỏi dùng mình. Môi Phong chạm tới vùng bụng phẳng lì. Ở dưới lớp ló đồi cỏ non mơn mởn. Ở sâu trong đó chính là nơi chứa đầy mật ngọt. phảng phất nhu tình. Đầu lưỡi không ngừng kích thích nơi mẫn cảm. Từng chút từng chút một đưa cả hai vào một thế giới mới lạ ở đó có tình yêu và cả hạnh phúc đến cả một chút tổn thương phong cũng không muốn hạnh gặp phải sợ cô sẽ bị đau nên phong đã rất nhẹ nhàng khi phong đi vào trong cơ thể hạnh đã đem cho cả hai rất nhiều cảm xúc khó có thể diễn đạt bằng lời trong căn phòng lúc ấy là những âm thanh của ái tình có tiếng thở gấp tiếng trái tim đập loạn vì đối phương tiếng da thịt chạm vào nhau càng nghe càng thấy vô cùng ám muội quần áo vẫn vương vãi dưới nền đất có hai người vẫn đang chìm vào ái lạc họ vẫn không ngừng tiến sâu vào nhau mọi thứ tạm thời thôi không cần nghĩ tới qua đi bao lâu cũng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để mà đong đếm khi đã đạt tới đỉnh điểm phong nằm trên người hạnh ôm chặt lấy cô cơ thể cả hai cũng vì thế mà nhẹ nhàng nhưng sự mệt mỏi kéo theo mi mắt sụp xuống cơn buồn ngủ kéo tới một cách nhanh chóng hạnh ở trong vòng tay phong ngủ một giấc yên bình nửa đêm xuân dược vơi đi hết hạnh thức dậy khi cơ thể đòi hỏi nước cổ họng khô khốc và lúc ấy cô đang cảm thấy rất khác đầu vẫn còn hơi choáng cô tìm điểm tựa để có thể đứng dậy tay lại vô tình chạm vào một vật thể vừa ấm vừa mềm cảm giác ấm áp kia ngay lập tức kích thích tất cả các dây thần kinh bắt nó phải hoạt động hạnh lập tức quay sang nhìn xem vật thể lạ kia là gì sau khi nhìn rõ cô chỉ muốn khóc thét nhưng lại cố gắng kìm chế nhìn khắp xung quanh khung cảnh mà cô nhìn thấy khiến cô muốn vả cho mình một phát cô nằm trên giường phong ở trong căn phòng của anh ta quần áo thì mỗi nơi mỗi cái lại cùng phong nằm sát tới mức da thịt chạm vào nhau. Hạnh nhất thời chưa nhớ được những thứ đã xảy ra, cô như một con mèo tìm đường xuống giường cố gắng không để phong phát hiện. Mặc vội bộ quần áo, Hạnh lén lút ra ngoài như một tên trộm. Vừa về đến phòng hạnh chạy luôn vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cô ngồi trước cửa phòng tắm vò đầu bứt tóc cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cô lại ở trong phòng của Phong hơn nữa lại còn làm ra cái chuyện mất mặt ấy? Cố gắng rồi cố gắng, dần dần Hạnh cũng nhớ ra được một vài thứ. Sâu chuỗi lại tất cả, cuối cùng Hạnh cũng hiểu được tất cả mọi thứ đều là do ly nước cam ấy mà ra. Điều khiến Hạnh cảm thấy xấu hổ đó chính là cả Hạnh và Phong cùng uống nhưng Hạnh lại là người sang phòng Phong trước biết rằng chỉ là sự cố nhưng hạnh cũng không thể nào tìm được cái lý do gì hợp lý để chấn an mình càng nghĩ cô càng cảm thấy không thể đối diện với phong phong ở phòng của mình thì tâm trạng lại trái ngược với hạnh không phải là cảm giác thỏa mãn khi có được hạnh mà chính là cảm giác có một lý do công khai để được ở bên hạnh lúc hạnh tỉnh dậy chạm vào người phong thì phong cũng đã tỉnh nhưng biết hạnh chắc chắn sẽ không thể chấp nhận ngay được nên phong im lặng cô gái ngốc nghếch ấy không biết ngày mai sẽ có phản ứng gì buổi sáng trước khi ra khỏi phòng hạnh đã nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy phong ở bên ngoài không khi xuống bếp cô cũng ngó nghiêng mẹ phong bắt gặp bà ấy quát cô làm gì mà lén lút y như kẻ trộm vậy hạnh giật mình quay lại có chút lúng túng con con không có ạ à bà ấy nhìn hạnh rồi bĩu môi cóc ghẻ thì nên yên phận cóc ghẻ đừng có nhìn thiên nga rồi cứ ngỡ mình cũng là thiên nga hạnh nghe bà ấy nói mà chẳng hiểu gì cả cô hỏi lại bà nói gì con không hiểu cô đừng có mà trả vờ ngây thơ đồ mạ đông mà nghĩ mình là vàng rồng bốn số chín à con thực sự không hiểu con Hạnh chưa kịp nói hết câu thì Phong đi xuống. Nghĩ lại chuyện đêm qua Hạnh chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Biết là kiểu gì Phong cũng sẽ bênh vực Hạnh, nên bà ấy không nói gì mà bỏ đi. Hạnh cố gắng tránh Phong, nhưng tránh thế nào được khi con người kia lại cứ muốn đến gần. Phong hỏi: "Đêm qua em ngủ có ngon không?" Anh ta nghĩ là có thể ngủ ngon sao? trời ạ à, mặt hạnh lại bắt đầu đỏ như trái cà chua chín rồi hạnh im lặng không nói gì cảm giác xấu hổ gần như phong tỏa tất cả mọi thứ phong biết hạnh ngại nhưng vẫn trêu em có cần anh giúp gì không không cần thực sự không cần đã bảo là không cần rồi mà hạnh đang ngại mà phong cứ hỏi đâm ra hạnh cáu phong ngay lúc ấy chỉ muốn cùng hạnh nhắc lại chuyện hôm qua anh muốn hỏi ý kiến hạnh xem từ giờ phút ấy anh có thể trở thành người yêu của hạnh chưa nhưng nhìn thấy thái độ gượng gạo của hạnh là phong hiểu mọi thứ chưa phải đúng thời điểm vội vã quá lại không đem được kết quả như mong muốn nhưng sự im lặng của phong lại khiến hạnh có chút hụt hẫng cảm giác giống như kiểu sau khi xảy ra chuyện nhưng phong lại không hề có ý định sẽ chịu trách nhiệm Hạnh càng nghĩ càng cảm thấy dối bời. Lúc ấy cô đã nghĩ tới các chị. Cũng đã mấy ngày rồi không gặp. Chỉ vài ba tin nhắn tán gẫu vớ vẩn. Cũng chưa được gặp trực tiếp để hỏi xem công việc của các chị thế nào. Hạnh lấy điện thoại gọi cho Mai. Vài giây sau đó thì Mai nghe máy. Mới sáng sớm gọi có gì không? Hôm nay tự nhiên mày gọi khéo khi lại bão. Bọn tao lại không đi làm được thì bỏ mẹ em muốn gặp mọi người gặp làm gì hạnh nghe mai nói như thế thì cảm thấy buồn lắm cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi em không được gặp các chị nữa sao hay các chị không muốn gặp em nữa đầu dây bên kia là mấy tiếng cười của các chị có giọng của ngọc tao biết ngay kiểu gì con này nó cũng sẽ như thế mà trêu nó làm gì sau đó Ngọc cầm lấy điện thoại rồi nói chuyện với Hạnh. Mày có chuyện gì? Em nhớ các chị đang đi làm nên chưa gặp được ngay đâu. Tối chị em mình xóa. Vâng, vậy tối em đưa bé Nhi đi cùng luôn nè. Hạnh tắt điện thoại, tâm tư vẫn cứ thế rối loạn. ở trong phòng sách, mẹ Phong và Phong đang vô cùng căng thẳng con mà cứ cố tình thì đừng có trách mẹ ý mẹ là như thế nào con phải lấy con bé thảo mẹ không chấp nhận con lấy người phụ nữ kia đâu nếu như con cố chấp mẹ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà cô ấy không ở đây thì con cũng sẽ tìm cho cô ấy một chỗ ở khác đây là nhà của con mẹ đừng có quá lạm quyền như vậy bé thì một điều mẹ hai điều mẹ lớn lên lại chỉ quan tâm đến người phụ nữ xa lạ số của tôi đúng là khổ mà mẹ muốn con lấy thảo đúng không vậy thì bây giờ con sẽ nói cho mẹ biết một sự thật sự thật gì mẹ có biết khi cô ấy sang nước ngoài du học mục đích chính là gì không cô ấy có người đàn ông khác ở bên đó nếu mẹ không tin thì có thể đi tìm anh trai của cô ấy để hỏi mẹ phong dường như không tin được những gì mà phong vừa mới nói suốt thời gian thảo ở bên nước ngoài cô ta thường xuyên qua lại và bà cũng thường xuyên đến chỗ thảo chơi nhưng đâu có thấy người đàn ông nào bây giờ đột nhiên phong nói là thảo có người đàn ông khác bà ấy sao có thể tin được chuyện này là không có khả năng con bé vừa ngoan ngoãn hiền lành lại biết cách sống con đừng có vì người phụ nữ không ra gì kia mà hạ thấp nhân phẩm của nó mẹ không tin thì đến trực tiếp gặp anh dương mà hỏi anh ấy là người biết rõ nhất đấy còn nữa con sẽ không bao giờ lấy loại phụ nữ xảo quyệt dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đâu phong nói xong câu ấy thì đứng lên để lại cho bà thủy một đống mù mịt buổi tối hôm ấy sau khi làm xong tất cả mọi việc thì hạnh đưa nhi đến gặp các chị tại phòng trọ mà các chị mới thuê em định đi đâu tôi đến gặp các chị để anh đưa em đi em với con đi một mình anh cảm thấy không yên tâm con nào con của tôi chứ không phải con của anh anh đừng có nói như thế mất công mẹ anh nghe được không biết là hạnh vẫn chưa có niềm tin nào đặt vào nơi phong nhưng phong không cảm thấy buồn vì anh luôn cố gắng và tin nhất định một lúc nào đó hạnh sẽ hiểu được tình cảm của mình để anh đưa em với con đi không cần. Hạnh trước đây vốn dĩ là một cô gái ngốc nghếch, luôn bị người khác bắt nạt và coi thường. Có đôi khi Hạnh cũng tự hỏi tại sao mình lại trở thành một con người lạnh lẽo như lúc này, nhiều khi cũng tự hỏi lý do gì khiến mình có bản lĩnh tới như vậy. Hạnh không trả lời được nhưng lý do thì lại quá rõ ràng. Suốt 5 năm trời cô làm công việc buôn bán tiếp xúc với bao nhiêu con người thì tất nhiên đầu óc cũng phải thông minh mở mang ra hơn là khi cô còn sống với bố mẹ trong sự áp bức. Hơn nữa hạnh lại ở cùng với những người phụ nữ mạnh mẽ, tính cách hạnh trở nên mạnh mẽ cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Người ta vẫn thường nói tính cách được tạo bởi môi trường sống. Nếu như hạnh không mạnh mẽ, chắc chắn cuộc đời cô sẽ vẫn trượt dài theo những vết xe đổ trước đây mà chẳng có cách nào thoát ra được. Hạnh dẫn Nhi xuống dưới nhà, ra đến cổng con bé hỏi: "Sao mẹ không để chú ấy trở đi?" "Chú ấy nhiều việc lắm mẹ không làm phiền chú ấy được. Con thấy chú ấy không bận mà." Con còn nhỏ không hiểu được đâu, sau này lớn lên con sẽ hiểu. "Chú ấy bảo chú ấy thương mẹ. Mẹ à, hay là mẹ kết hôn đi." Hạnh đứng hình sau khi nghe thấy mấy câu con bé nói không biết là phong đã nói gì với nó nó còn bé như thế thì làm sao biết được chuyện cưới xin nhìn vào đôi mắt ngây ngô của con bé là hạnh hiểu nó chẳng suy nghĩ gì có lẽ mấy lời nó vừa nói là do phong nói hết hạnh vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy bực lo lắng là vì sợ con bé sẽ suy nghĩ đến những điều không tích cực bực bội là vì phong tự ý nói những lời ấy với con bé xe taxi tới hạnh lên xe nhưng vẫn chìm vào trong những mớ hỗn độn xe taxi dừng ở một con hẻm lúc này thì ngọc đã đứng ở đó đợi sẵn em tự vào được mà chị ra đây đón làm gì cho mất công thôi thôi tao ra đón mày cho chắc đến chơi với bọn tao mà không may gặp cái thằng sở khanh nào đấy thì không biết lối nào mà lần em bây giờ nhìn còn ra hồn gì nữa đâu mà chị phải sợ gớm mày cứ phải lo chúng nó khẩu vị thanh cao quá. Cỡ bà già 80 có khi còn bị chứ đừng nói gì đến mày. Thôi vào nhanh đi đồ ăn bọn chị còn chưa nấu. Đang đợi mày đến trổ tài. Lâu lắm rồi không được lười. Hạnh đưa bé Nhi vào trong nhà. Cô còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nấu nướng. Nhưng không muốn các chị buồn nên Hạnh vẫn cố. Từ lúc Hạnh bước vào nhà đến khi Hạnh nấu ăn thì chị Vân đều để ý rất kỹ. Trước giờ Hạnh chưa từng gọi điện bảo muốn gặp, chỉ hỏi thăm thôi còn tất cả các cuộc gặp đều là các chị chủ động. Con kia! Tiếng chị Vân khiến Hạnh giật mình, cô quay lại thấy mọi người đang nhìn mình, có chút trột dạ. Chị Vân đưa cho bé Nhi cái điện thoại rồi nói với con bé. Bác cho con mượn điện thoại 15 phút để con xem hoạt hình cho các bác nói chuyện với mẹ con nha. Con ra kia ngồi đi, bé nhi ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hiên con bé ngồi ở hàng ghế đá trước cửa con bé đi rồi hạnh càng cảm thấy hoang mang đúng kiểu có tật giật mình chị vân lại gọi mày qua đây để các chị hỏi chuyện hạnh ấp úng em đang nấu cơm mà cơm nước đéo gì nhìn kia mặt mày là tao biết mày có chuyện rồi mau đến đây ngọc kéo tay chị vân ăn nói thanh lịch vào xem nào nhân viên bán hàng cao cấp của công ty lớn mà ăn nói như chợ búa thế xong ngọc quay sang nhìn hạnh con kia mày đến đây mai vãi cả thanh lịch hạnh biết không thể giấu được các chị nên ngoan ngoãn đến ngồi vào bàn chị vân bọn tao cho mày ba phút để kể hết chuyện mày đang giấu sau đó sẽ dành 12 phút còn lại để tư vấn hướng giải quyết cho mày. Ngọc kể ngắn gọn, xúc tích đúng trọng tâm vào. Lan man lại ăn vả. Mai, kể đi em. Hạnh, em, em. Vân, em éo gì em lắm. Kể. Em lỡ ngủ với anh ta rồi. Hả? Mày mới nói cái gì? cả ba người đồng thanh gần như quát vào mặt hạnh sau đó mọi thứ trở nên vô cùng rối loạn vân anh ta anh ta là thằng bỏ mẹ nào mai phong à phải anh ta không ngọc thấy hạnh bị bao vây như thế nên nói với vân và mai từ từ để nó kể hỏi thế nó trả lời làm sao được rồi lại quay qua hạnh mày kể rõ đầu đuôi xem nào hạnh bắt đầu kể tối qua bạn gái cũ của anh ta tới nhà rồi pha cho anh ta một ly nước cam sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà cô ta bỏ về em thấy ly nước cam ở trên bàn rồi mang lên phòng cho anh ra uống anh ta nghe bảo ly nước cam của cô ta thì không muốn uống nhưng em thấy lãng phí nên đã bảo anh ra uống nhưng anh ta chỉ uống hết một nửa còn một nửa cho em sau khi uống nửa ly nước cam ấy thì em thấy người khó chịu. Sau đó thì Nói đến đây thì Mặc Hạnh bắt đầu trở nên đỏ. Cô lại đến mức chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Ngọc, sau đó thì mày cùng anh ta A B C à? Y Z cả. Vân, rõ như ban ngày thế còn hỏi. Mai, đêm M. Vấn đề chính là ở ly nước cam kia tao dám chắc là con kia dở cho định úp sọt thằng phong nhưng có chuyện gì đấy gấp gáp phải về cho nên mới để lại ly nước đó trên bàn vân mẹ cái con khốn nạn trong người rõ xinh xắn mà đầu óc thối nát ngọc vấn đề đấy lát nữa sẽ giải quyết bây giờ vấn đề quan trọng là mày định tính như thế nào rồi phong có nói gì không hạnh em không nghe anh ta nói gì nhưng nhưng Ngọc đến nước này nói gì thì nói mẹ đi, cứ nhưng nhưng biết đường nào mà giải quyết. Hạnh Lý Nhí, em là người qua phòng anh ta trước, có phải như vậy mà anh ta khinh thường em không? Vân, thôi bỏ mẹ, pha mày căng lắm rồi. Sao mày lại sang đây trước? Đúng là Ngọc, dính thuốc rồi thì còn biết với mẹ gì nữa đâu mà tự trọng mai tao sợ là phong không muốn chịu trách nhiệm hắn ta đường đường là tổng giám đốc sao có thể cưới cái hạnh được chuyện này thực sự không đơn giản ngọc cưới hay không từ từ rồi tính quan trọng là phải trong con danh con kia một trận cho nó nhớ đời danh con mà đã làm ba cái trò mất dạy hạnh còn có chút băn khoăn nhưng chúng ta còn chưa biết có phải do cô ấy làm không em sợ không phải ngọc ngu nó vừa thôi ngu từ năm này qua năm khác vẫn chưa hết ngu được bảo sao mà cứ hết lần này đến lần khác bị người ta bắt nạt em chỉ sợ đổ oan cho người ta vâng oan cái gì mà oan mày cứ để đây cho bọn tao lo còn đấy bọn tao biết mặt rồi mấy chị em nói chuyện một hồi cũng qua đi hai tiếng đồng hồ lúc này hạnh nhìn đồng hồ mới giật mình vì trời cũng đã muộn em còn chưa nấu cơm được cho các chị nữa đến thăm các chị mà toàn mắc phiền phức tới thôi mai thôi mày đưa cháu về đi ngày mai sẽ gặp để nói về chuyện này tiếp hạnh dẫn bé nhi về ngọc đi theo hai mẹ con ra đến đầu hẻm chỉ để em ở đây được rồi em tự về được ạ à? lúc nào mày lên xe taxi thì chị về mày không phải lo đúng lúc ấy thì có một chiếc xe ô tô đi tới hạnh ngạc nhiên lắm khi thấy xe của phong phong nhìn thấy ngọc thì gật đầu chào có người đến đón hạnh rồi nên ngọc yên tâm đi về bé nhì nhìn thấy phong thì chạy tới ôm lấy sao chú biết con ở đây mà tới đón chú là thám tử mà ở đâu có bé nhi là ở đấy chú đều biết chú là thám tử thật á chú không những là thám tử, chú còn là thiên sứ bảo vệ mẹ con của con nữa. Wow, chú thật là tuyệt vời. Hạnh, sao anh lại ở đây? Anh thấy em đi một mình không yên tâm nên anh đi theo. Nghe thấy câu nói ấy Hạnh thực sự cảm thấy rất cảm động. Cô lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Em lên xe đi. Anh đưa em về cũng thời điểm ấy tại nhà thằng nam mẹ con phải bỏ trốn thôi sao lại như thế người ta đã truy tố thành án hình sự rồi trời ơi là trời bây giờ phải làm sao con tạm thời trốn qua nước ngoài một thời gian căn nhà này đứng tên của mẹ nên sẽ không bị tịch thu mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha Thằng Nam vội bỏ vào trong vali mấy chục triệu với mấy bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. Nhưng nó vừa mở cổng thì bị công an vây bắt. Công an, toàn bộ khu vực lân cận đều đã bị phong tỏa. Anh đã bị bắt về tội tàng trữ buôn bán hàng kém chất lượng, hàng không được kiểm định. Thằng Nam nhìn thấy công an thì thất thần. Nó cứ nghĩ rằng có thể dùng tiền che đậy được mọi thứ nhưng không phải tiền cũng mất mà cuối cùng nó vẫn bị bắt lô hàng ấy không phải nhỏ sợ rằng lần này nó sẽ bóc kha khá lịch nó bị còng tay bao nhiêu dự định còn chưa thể làm nó vẫn chưa thể nào tìm được hạnh chưa biết rằng con của nó còn sống hay đã chết phong đưa hạnh về đến nhà thì thấy thảo đang ở đó chuyện tối hôm qua khiến cho hạnh chẳng còn muốn chào hỏi cô ta thảo nhìn thấy hạnh và phong đi cùng nhau thì ấm ức lắm sao hai người lại đi cùng nhau phong tôi và cô ấy đi cùng nhau thì sao thảo tôi sao sao anh lại có thể xưng hô với em như thế cô đừng có nghĩ những chuyện cô làm tôi không biết em làm gì chứ cô ta tỏ ra oan ức hai mắt cô ta rơm rớm nước tưởng chừng như sắp khóc chỉ là ngày hôm qua cô ta chưa đạt được kế hoạch nên hôm nay đến định tiếp tục dở trò nhưng không ngờ đến nơi thì cả phong và hạnh đều không có nhà hạnh không muốn nghe hai người họ nói chuyện nên đã đi lên phòng trước với lại còn có cả bé nhi nữa người lớn to tiếng cô thực sự không muốn con bé thấy lúc này ở dưới phòng khách chỉ còn phong và thảo không biết là mẹ phong đang ở đâu thảo đi đến chỗ phong nắm lấy tay phong rồi thút thít anh nói đi em đã làm gì sai mà tại sao anh lại đối xử với em như thế cô không biết mình làm gì đúng không cô thực sự không biết đúng không vậy thì để tôi nói cho cô biết cô đừng có tưởng bỏ thuốc kích dục vào trong ly nước cam rồi sẽ đạt được mục đích nghe xong câu nói ấy mặt cô ta trở nên trắng bệch miệng lắp bắp anh anh nói cái gì vậy em không có không có sao cô còn dám cãi cô có cần tôi cho cô xem camera ghi lại cảnh có cho thuốc kích dục vào trong ly nước cam không thực tế chẳng có cái camera nào ghi lại cảnh ấy cả chỉ là phong nói để cô ta có tật mà giật mình thôi sau câu nói ấy thì mọi thứ hoàn toàn có hiệu quả cô ta không nói được gì vì những lời mà phong nói là hoàn toàn chính xác những lời nói ấy vô tình lọt vào tai mẹ phong bà đi từ ngoài cửa vào khiến cho thảo giật thót mình bác bác gái cô ta ăn nguyên một phát tát từ mẹ phong thực ra thì lúc mà cô ta ở trong nhà nói chuyện với mẹ phong là bà ấy đã rất muốn hỏi rằng có phải cô ta đã từng có người đàn ông khác ở bên nước ngoài hay không nhưng biết chắc là thảo sẽ không trả lời nên bà ấy đã quyết định đi ra ngoài sân để gọi điện cho dương tính cách của dương từ trước đến giờ như thế nào tất cả mọi người đều biết rõ là một người đàn ông vô cùng khảng khái và luôn luôn nói đúng sự thật cho dù có là bất cứ ai thì anh ta cũng không bao giờ bao che kể cả đối với thảo cũng vậy sau khi biết được toàn bộ sự thật thì bà ấy đã rất sốc vẫn định đi vào nhà để hỏi thảo xem tại sao ngày xưa cô lại làm như thế thì lại tình cờ nghe được mấy lời mà phong nói không chỉ là phản bội phong mà còn dùng mưu mô xảo quyệt để hòng chiếm được phong một người như thảo không thể nào đủ đức độ để làm con dâu của gia đình phong được bà thủy cô còn lời nào để nói không bác nghe cháu giải thích đi chỉ vì anh ấy không quan tâm gì đến cháu chỉ vì cháu quá yêu anh ấy cho nên cháu mới làm như thế cô im đi cô yêu con trai tôi vậy tại sao ngày trước cô còn bỏ nó để đi sang nước ngoài với người đàn ông khác cô ta hoảng hốt không có hoàn toàn không có chuyện đó cháu xin bác hãy tin cháu cô ta lại quay sang năn nỉ phong anh nói gì đi anh nói là không phải đi phòng hất tay cô ta ra rồi đi lên phòng lẽ ra thì anh vẫn có thể coi cô ta như một người bạn nếu như cô ta không có ý định muốn quay lại dẫu sao thì những năm tháng trước đây cũng là những hồi ức đẹp nhưng cô ta lại không cảm thấy thỏa mãn cứ tìm đủ mọi cách để tiếp cận bằng được phong trong khi phong đã không muốn nhớ lại những đau khổ mà cô ta gây ra cô ta ngồi ở dưới đất đau đớn không nói lên lời nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi mẹ phong tiếp tục nói tôi đã tin tưởng cô tới mức như thế rồi vậy mà cô làm ra những chuyện không ai có thể chấp nhận được cô mau đi ra khỏi nhà tôi đi đừng bao giờ bước chân trở lại đây nữa thất bại ê chè cô ta đi ra ngoài vừa đi xe ra đến ngoài đường là lập tức đi hết tốc độ chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường cao tốc tốc độ dường như khiến cho cô ta tỉnh táo hơn sau thời gian rời bỏ phong đi theo người đàn ông khác thì cô ta đã cảm thấy hối hận nhưng vì còn đang lỡ dở chương trình học ở bên nước ngoài nên cô ta không trở về ngay vì cô ta nghĩ rằng phong còn yêu cô ta và không biết lý do cô ta đi vì phản bội nhưng bây giờ khi quay trở lại mặc dù phong vẫn chưa yêu ai nhưng lại không chịu chấp nhận cô ta bây giờ thì cô ta lại hiểu thêm rằng phong thả yêu một người phụ nữ thấp kém chứ không chịu yêu cô ta thả yêu một người phụ nữ đã có con và một đời chồng chứ nhất định không chịu quay lại dù lỗi lầm của cô ta gây ra cũng chẳng có gì to tát. Chiếc xe cứ thế lao đi. Có một ánh sáng đèn pha phía trước khiến cô ta trói mắt. Một kẻ điên nào đó đi ngược chiều. Cô ta loạn choạng tay lái. Hoàn toàn không thể quan sát được phía trước. Kít. Dầm. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường. Tiếng đổ vỡ. Chiếc xe mà cô ta lái đâm vào cột mốc ven đường, đầu cô ta đập mạnh vào vô lăng. Lúc này điện thoại của cô ta không ngừng kêu, là Dương đang gọi. Không thể liên lạc được với cô ta cho nên Dương đã bật chức năng định vị điện thoại và biết được vị trí của cô ta. Khi biết cô ta đang ở trên đường cao tốc nhưng không thể di chuyển khiến cho Dương cảm thấy vô cùng lo lắng anh ta vội vã lái xe đến đó để xem tình hình thế nào khi tới nơi thì anh ta thấy rất nhiều người đang ở xung quanh xe còn có cả cảnh sát giao thông nữa lúc này thì tâm trí anh ta bỗng chốc trở nên hoang mang vô cùng khi anh ta nhìn thấy chiếc xe khi anh ta nhìn thấy thảo đang nằm ở trong đó cảm giác đầu tiên chính là hốt hoảng anh ta chạy vội tới bế thảo ra ngoài gọi cấp cứu mau gọi cấp cứu ở bên tai là những tiếng xì xào bản tán khiến cho người ta muốn điên loạn một lát sau đó thì xe cấp cứu tới và thảo đã được đưa tới bệnh viện nửa đêm phong nhận được điện thoại từ dương anh có dự cảm không lành alo đầu dây bên kia là giọng nói trầm vô cùng lo lắng cậu đến bệnh viện đi thảo bị tai nạn rồi Phong vội vã mặc quần áo rồi chạy xe tới bệnh viện, trong lòng cũng hoang mang không kém gì Dương. Tại sao lại có thể bị tai nạn được chứ? Trước giờ Thảo vẫn đi xe rất cẩn thận mà. Phong đến bệnh viện thì thấy Dương đang đứng ở ngay phòng cấp cứu, nhìn bộ dạng của Dương lúc ấy vô cùng lo lắng. "Cô ấy sao rồi hả anh?" "Nó vẫn đang trong phòng cấp cứu." Phong im lặng vì thực sự lúc ấy cũng chẳng biết phải nói gì dương nó sẽ không sao đúng không cô ấy sẽ không sao đâu anh đừng lo mọi thứ lại trả về sự im lặng vốn có hai tiếng sau có bị bác sĩ đi ra dương vội vàng chạy tới chỗ ông ấy em gái tôi sao rồi nhìn cái bộ dạng căng thẳng của bác sĩ khiến cho cả hai càng thêm lo lắng họ chờ đợi ông ấy nói tình trạng hiện tại của thảo bác sĩ cô ấy bây giờ đã qua tình trạng nguy kịch đầu cô ấy bị chấn thương nên phải theo dõi thêm dương chấn thương là sao tình trạng có nguy hiểm không chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị chấn thương sọ não bây giờ đang tiến hành chụp công ty có kết quả sẽ báo cho gia đình bác sĩ vừa rồi khỏi thì bố mẹ thảo cũng đến nơi nghe dương nói qua về tình trạng của thảo mà mẹ thảo cảm tưởng như sắp ngất bốn người ngồi ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức cho dù giữa phong và thảo có chuyện gì xảy ra thì phong cũng hy vọng thảo bình an vô sự mấy tiếng sau đó có kết quả thảo bị chấn thương sọ não nhẹ phải nằm ở khoa hồi sức tích cực để điều trị bố mẹ thảo vẫn không biết giữa thảo và phong có chuyện gì xảy ra nên họ đối xử với phong rất niềm nở chỉ có dương biết lý do mà thảo bị tai nạn là gì tuy nhiên dương cũng không trách móc gì phong bởi mọi thứ xảy ra đều là do thảo cố chấp cậu đã thức cả đêm ở đây rồi còn công việc nữa cậu về nhà nghỉ ngơi đi ở đây cũng không thể có quá nhiều người ở lại khi nào cô ấy tỉnh lại em sẽ về cậu không cần phải cảm thấy có lỗi lỗi không phải do cậu em cứ có cảm giác nếu như em không quá tuyệt tình thì cô ấy cũng sẽ không lái xe nhanh và nếu như thế thì cô ấy cũng không gặp tai nạn đây không phải là lần đầu trước nó cũng đã từng tự tử một lần nếu như ngày hôm qua mà nó không bị tai nạn thì nó cũng sẽ tự tử mà giữa cậu và nó thì không thể nào tiếp tục được đúng không em xin lỗi nếu đã như vậy thì lần này dứt khoát một lần cho xong dù sao thì tình trạng của nó cũng không đến nỗi quá nặng cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì về phía bố mẹ tôi tôi sẽ tự giải quyết phong không nghĩ là dương có thể bình tĩnh để xử lý mọi chuyện một cách thấu đáo như thế dù rất muốn ở lại nhưng phong còn công việc hơn nữa ở cạnh thảo cũng có rất nhiều người nên phong đã đi về phong về nhà thay đồ trước rồi mới tới công ty không đi cả đêm không nói năng gì khiến hạnh cảm thấy rất lo lắng vừa thấy phong trở về hạnh đã hỏi hôm qua anh đã đi đâu vậy thảo bị tai nạn nghe thấy tim thảo bị tai nạn hạnh đã vô cùng hoảng hốt tình hình như thế nào rồi cô ấy có làm sao không bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương sọ não nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên em không cần phải quá lo lắng tôi muốn đi thăm cô ấy không cần đâu anh thay đồ tới công ty đã đồ ăn sáng tôi làm xong rồi anh ăn rồi hãy đi phong ăn sáng xong mới đi làm đang định đi thì bé nhi gọi chú đẹp trai con bé nhìn phong cười mọi lo lắng muộn phiền cũng theo đó mà bay hết có chuyện gì vậy con chiều nay chú đẹp trai có đi làm về sớm không chú cũng không biết nhưng có chuyện gì sao con muốn đi xem phim phim gì vậy bí mật bí mật không thể bật mí được sao con bé nhìn phong rồi lắc đầu thôi được rồi chú sẽ sắp xếp công việc tối về đưa con đi xem phim có thật không ạ à? Chú đã nói dối con lần nào chưa? Con cảm ơn chú. Con bé chạy tới chỗ Phong rồi ra hiệu cho Phong ngồi xuống, nó thơm lên má Phong một cái. Con yêu chú. Phong cười, nụ cười đầu tiên sau một đêm dài mệt mỏi. Lúc Phong đi rồi hạnh với hỏi bé Nhi, "Con rủ chú đi đâu vậy?" "Đi xem phim mà mẹ." sao tự nhiên con lại muốn chú dẫn đi xem phim bạn ở trường bảo phim ấy hay lắm phim gì vậy con tối đi xem rồi mẹ sẽ biết cả mẹ cũng giữ bí mật sao vâng một chút cũng không thể nói à đúng là như vậy con bé này thật là thôi bây giờ đi học muốn gì thì tối về nhà rồi tính tiếp buổi chiều hôm ấy trước khi về nhà phong có ghé qua bệnh viện thăm thảo lúc phong đến cũng là lúc thảo tỉnh lại thảo từ từ mở mắt ánh mắt khi nhìn phong không phải là cái ánh mắt như mọi ngày mà nó là cái ánh mắt như nhìn người xa lạ và khi thảo nhìn những người xung quanh thì cũng bằng ánh mắt ấy câu đầu tiên mà thảo nói các người là ai vậy câu nói ấy của thảo khiến cho những người xung quanh không khỏi bàng hoàng bố mẹ thảo là người sốc nhất họ vội vã nắm lấy tay thảo hỏi lại con gái con mới nói gì vậy bố mẹ đây mà bố mẹ là bố mẹ ruột của con đây mà bố mẹ sao sao tôi không nhớ gì hết vậy đây là đâu tôi là ai dường như đầu óc của cô ta lúc này đang vô cùng quay cuồng cô ta muốn nhớ nhưng lại không thể nhớ cô ta cứ liên tục hỏi mình là ai liên tục hỏi những người xung quanh có quan hệ gì với mình cô ta ôm đầu vô cùng đau đớn dương vội vã chạy đi tìm bác sĩ một lát sau thì có mấy bác sĩ chạy lại khám cho thảo thảo cứ ôm đầu la hét nên buộc bác sĩ phải trích cho thảo một mũi thuốc an thần loại nhẹ để cho cô ta có thể bình tâm 15 phút sau thì Thảo không còn la hét nữa nhưng cô ta vẫn không thể nhớ mình là ai. Cũng không nhận ra bố mẹ của mình. Phong đến gần Thảo. Ánh mắt Phong nhìn thẳng vào mắt Thảo. Em có nhận ra anh không? Thảo chăm chú nhìn Phong. Rồi lắc đầu. Tôi không quen anh. Rồi Thảo nhìn sang phía Dương. Tôi cũng không quen người đàn ông này tất cả mọi người đều ngoang mang chỉ có Dương là vô cùng bình tĩnh. Dương hỏi bác sĩ. Tình trạng của em gái tôi như thế này là sao? Chấn thương gây ra mất trí nhớ. Nếu như may mắn thì nó chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Còn không thì sẽ làm mất trí nhớ vĩnh viễn. Có cách nào để khôi phục lại trí nhớ cho con bé không? Tạm thời thì phải điều trị cho dứt điểm chấn thương sọ não đã sau đó sẽ đến phục hồi các chức năng cảm ơn bác sĩ bác sĩ đi rồi dương mới nói với phong con bé đã quên cậu thì cứ để cho nó quên luôn đi cậu không cần phải nhắc lại giữa cậu và nó đã từng và đang xảy ra những chuyện gì em biết rồi sau đó dương đưa ra một tấm ảnh cho thảo nhìn em nhìn đi người trong bức ảnh chính là em bố mẹ và anh thảo chăm chú nhìn vào bức ảnh và rồi cuối cùng cô ta cũng tin những người xung quanh là người thân của mình sau rồi cô ta nhìn phong có lẽ cô ta tò mò người đàn ông này là ai vậy dương chẳng một chút do dự mà nói luôn đây là tài xế lái xe tài xế sao ăn mặc nhìn có vẻ lịch sự quá vậy thời buổi giờ đi đâu mà không phải đẹp em không cần phải để ý đến những con người thấp kém như anh ta làm gì thảo nghe dương nói như thế cũng không thóc mắc gì thêm cô ta mặc dù quên hết nhưng cái bản tính hống hách khinh người hình như không hề thay đổi dương ra hiệu cho phong đi ra ngoài ra đến hành lang bệnh viện dương bảo với phong cậu về đi và từ giờ đừng bao giờ đến đây nữa con bé từ giờ cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa giữa cậu và nó kể từ giây phút này là hoàn toàn chấm dứt chỉ còn giữa tôi và cậu anh nói như vậy là sao cậu quên là tôi và cậu đang cùng yêu thương một người phụ nữ sao tôi sẽ không bỏ cuộc dương chỉ nói như thế rồi đi vào trong bản thân phong cũng cảm thấy rất lo cho thảo nhưng thiết nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để thảo dứt khoát không còn liên quan gì đến mình nên phong đi về gia đình của thảo cũng chẳng phải không có điều kiện để lo kinh phí chữa trị cho cô nên phong cũng không phải lo về vấn đề tiền bạc có lẽ sau này chỉ lên hỏi thăm tình hình của thảo qua dương mà thôi hạnh ở nhà đi qua đi lại không biết làm như thế nào khi tình hình của thảo bị như thế cô lấy điện thoại gọi cho mấy chị để hỏi ý kiến xem mình có nên đến thăm thảo hay không hạnh lấy điện thoại gọi cho mai có lẽ đang trong giờ làm nên mai không nghe máy nửa tiếng sau thì mai gọi lại gọi chị có chuyện gì vậy thảo bị tai nạn rồi bị tai nạn dm chị sao thế bọn tao còn chưa kịp thực hiện kế hoạch tai nạn nhẹ nhàng cho nó quá em đang muốn hỏi là em có nên đến đấy thăm thảo không mày bị ngu à mai tắt điện thoại hạnh cũng từ bỏ ý định đến thăm thảo bé nhi đi học về thay quần áo xong rồi đi xuống con bé nhìn đồng hồ mặt tiêu ngủ mẹ ơi chú đẹp trai sao vẫn chưa về vậy mẹ thử gọi điện cho chú ấy xem chắc chú ấy đang bận việc gì đấy gọi nhớ làm phiền chú ấy thì sao nhưng sắp đến giờ chiếu phim rồi chú ấy không về kịp thì làm sao chúng ta đi xem phim được con gái ngoan đợi thêm một lát nữa đi hai mẹ con đang nói chuyện thì nghe có tiếng xe đi từ ngoài cổng vào hạnh chạy ra mở cửa cho phong nhìn phong lúc này vô cùng mệt mỏi phong mẹ anh đâu rồi bác ấy đi ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về để anh gọi điện cho mẹ cho mẹ alo mẹ đang ở đâu vậy mẹ đang đi du lịch với bạn vài hôm nữa sẽ về dường như không ai báo chuyện của thảo cho mẹ không biết như vậy cũng tốt để mẹ không khỏi phải áy náy có lẽ đã cùng ông mạnh đi đâu đó rồi bé nhi chạy từ trong nhà ra nắm lấy tay phong chú ơi mình đi thôi sắp đến giờ chiếu phim rồi bé nhi đưa tờ giấy ghi địa chỉ phong chở hai mẹ con hạnh đi trên đường đi hạnh rất muốn hỏi tình hình của thảo nhưng rồi lại thôi đi đến nơi nhìn thấy bộ phim sắp chiếu mà bé nhi nói hạnh cảm thấy giật mình đừng nói với mẹ bộ phim mà con muốn xem là bộ phim ma kia nhé đúng rồi mẹ bạn mi lớp con bảo bộ phim ấy rất hay thôi mẹ không xem đâu mấy cái thể loại phim kinh dị ấy xem sợ lắm phong thấy hạnh có vẻ sợ hãi nên quay sang nhìn bé nhi rồi nói với con bé hay mình đi xem phim khác nha lát nữa cũng chiếu phim hoạt hình kìa con muốn xem phim này cơ nhưng đây là phim ma mà con không sợ mẹ hạnh lớn rồi không lẽ còn sợ hạnh có cảm giác mình thậm chí còn yếu đuối hơn là một đứa trẻ lúc này cô mới lấy hết can đảm mà nói với bé nhi mẹ không sợ mẹ không có gì phải sợ cả vậy chúng ta vào thôi bé nhi nắm lấy tay phong rồi lại nắm lấy tay hạnh không khí u ám ánh đen lờ mờ khiến hạnh bắt đầu cảm thấy sợ chẳng hiểu từ lúc nào mà bé nhi đã bỏ tay hạnh ra và bàn tay nắm lấy tay hạnh lại là bàn tay của phong ba người vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc phim bắt đầu chiếu mấy âm thanh mở đầu bộ phim đã khiến hạnh run bắn người tay cô cứ thế mà mẫu vào áo phong phong ngồi cạnh hạnh bé nhi ngồi ngoài cùng con bé chăm chú nhìn vào màn hình tivi nó không hề có chút biểu hiện nào gọi là sợ không biết là do nó không sợ hay là do nó chưa biết gì để mà sợ hạnh chưa bao giờ ngồi gần phong đến như thế gần đến mức phong có thể cảm nhận được nhịp tim của hạnh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc bé nhi ở bên cạnh đã ngủ từ lúc nào phong nhẹ nhàng đặt lên tóc hạnh một nụ hôn hạnh ngước mắt lên nhìn phong bắt gặp ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia mà ngỡ bản thân mình say nắng hạnh vội vàng chuyển ánh nhìn đi chỗ khác vô tình thấy cái cảnh đáng sợ trên màn hình lại lập tức ôm lấy phong sợ hãi quá rồi còn ngại ngần gì tầm ấy nữa phong ở bên cạnh nói đùa anh mới là người bảo vệ em những lúc nguy hiểm nguy hiểm gì chứ lúc tâm tư em cảm thấy nguy hiểm. Vớ vẩn. Phong cúi sát mặt mình vào tai Hạnh rồi thì thầm anh yêu em. Hạnh như chẳng tin vào tai mình. Phong vừa tỏ tình với Hạnh sao? Anh mới nói gì? Phong nhìn Hạnh rồi cười cười. Để anh nói lớn lên cho mọi người cùng nghe nhé. Hạnh vội vã nắm chặt lấy tay Phong giữ cho anh ngồi yên. Anh bị điên à? vậy em nghe anh nói gì chưa mặt hạnh đỏ nghe rồi anh muốn chính thức được theo đuổi em hạnh im lặng em sao vậy tôi và anh đâu có hợp anh không quan tâm quá khứ của em nhưng tôi quan tâm anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ ấy phong kéo hạnh vào sát người mình Ngồi gần anh một chút, sắp tới cảnh đáng sợ rồi. Hạnh cảm thấy mình thật ngốc, chỉ vì chút sĩ diện mà xà vào lòng sói. Phim kết thúc cũng là lúc bé Nhi ngủ dậy. Có lẽ những người xung quanh chuẩn bị đi về nên gây ra những âm thanh ồn ào khiến con bé không thể ngủ tiếp. Con bé dụi dụi mắt, nó nhìn Phong bằng đôi mắt ngái ngủ. Chú ơi hết phim rồi ạ. À. Sao chú không gọi con dậy xem mà lại để con ngủ? Tại chú thấy bé nhi có vẻ mệt. Tiếc quá chừng. Con bé thực chất có xem thì nó cũng không hiểu được hết, mà mấy cảnh đáng sợ thì trẻ con không nên xem nhiều, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ. Phong thấy con bé ngủ chính là may mắn. Trở về nhà cũng hơn 8 giờ tối, bây giờ trong căn nhà chỉ còn có ba người tính ra thì chẳng có ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của họ phong định chở hạnh với nhi đi ăn nhà hàng nhưng hạnh nhất quyết không chịu cô muốn trở về nhà tự nấu cơm cho con gái ăn để đảm bảo vệ sinh an toàn thấy hạnh có ý kiến như thế phong cũng không phản đối vì sau này tất cả mọi chuyện cũng đều sẽ nghe theo ý kiến của cô phong và bé nhi vào bếp để phụ giúp hạnh nhưng bị hạnh đuổi ra ngoài thôi hai người làm ơn đi ra ngoài đi hai người làm chẳng được bao nhiêu chỉ vướng tay vướng chân tôi thôi anh sẽ phụ nhặt rau không cần thực sự không cần anh làm gì hết sao anh ra chơi với bé nhi đi ở trong bếp vừa nóng vừa dễ bị thương phong đành đi ra ngoài hiên ngồi với bé nhi con bé đang ngồi cái xích đu ở trước cửa nhà cái xích đu này là Phong mua cho con bé. Nhà có trẻ con không thể thiếu mấy cái như thế này được. Chú ngồi đây có được không? Chú ngồi đi. Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Bé nhi thấy chú là người như thế nào? Chú đẹp trai là người rất tốt nha. Con rất thích chú. Ừm. Vậy nếu như nếu như chú muốn trở thành bố của con thì sao? con bé có vẻ không hiểu đôi mắt nó mở to tròn xoe nhìn phong ý chú là chú muốn cưới mẹ con sẽ trở thành bố của con chú sẽ cùng mẹ con kết hôn sao đúng là như vậy con bé nghe phong nói như thế thì vui lắm sau này chú cũng sẽ đưa con đến trường giống như bố của bạn diễm bạn hồng à chú sẽ đưa con đi học sẽ đưa con đi chơi sẽ chăm sóc bảo vệ mẹ con và con nữa con có đồng ý không con bé lại có một chút lưỡng lự nhưng mẹ con có đồng ý không chuyện này con nhất định phải giúp chú nếu như vậy thì chúng ta có thể mãi mãi được ở cùng nhau dưới một mái nhà rồi con rất thích chú làm bố con nhưng con biết giúp chú bằng cách nào đây mẹ sẽ mắng con đấy ừm con chỉ cần nói tốt cho chú một chút trước mặt mẹ con là được rồi chúng ta ngoắc tay nào sau này nhất định con và chú sẽ ở cùng nhau con bé cười nụ cười ngây thơ trong sáng đến lạ nó trước giờ chưa từng có bố nên nó khao khát được như các bạn muốn có bố trở đến trường rồi được bố trở đi ăn kem đến lớp cũng sẽ không sợ các bạn bắt nạt với cả phong còn có ô tô các bạn sẽ không chê cười con bé nữa trẻ con mà có biết gì đâu chúng còn quá nhỏ để hiểu như thế nào là chấp nhận số phận vậy nên những gì mà bé nhi nghĩ chẳng có gì là quá đáng cả phong nói chuyện với bé nhi xong thì đi vào trong bếp hạnh cũng sắp nấu xong đồ ăn rồi để anh phụ giúp em đưa mấy món này ra ngoài bàn nhé anh mang ra đi cẩn thận không lại đổ hết anh có cảm giác mình giống như một người không thể làm được bất cứ chuyện gì vậy. Đàn ông mấy chuyện bếp lúc này hậu đậu lắm. Đúng làm Phong không biết nấu ăn thật, nhưng nhặt rau với cả dọn bản thì anh hoàn toàn có thể biết. Ăn cơm xong hạnh dẫn bé Nhi lên phòng học bài. Con bé mở sách ra nhưng không học nó cứ ngồi nhìn mấy dòng chữ rồi thi thoảng lại lén lút nhìn hạnh. Hạnh nhận ra sự bất thường của con gái liền hỏi con gái con có chuyện gì sao mẹ à mẹ mau kết hôn đi con đang nói linh tinh cái gì vậy trẻ con không nên nói mấy điều này nhưng con muốn có bố sao tự nhiên con lại nói như thế mà kết hôn với ai mới được chứ mẹ mau kết hôn với chú đẹp trai đi sau này chú ấy sẽ ở cùng chúng ta hạnh nắm lấy tay bé nhi chuyện người lớn phức tạp lắm con không hiểu hết được đâu con muốn có bố cơ con muốn được bố đưa đi học giống như bạn hồng với bạn diễm cơ hạnh thở dài cô cũng không biết phải nói gì để con bé hiểu nhưng nếu bây giờ cáu gắt với con bé thì chắc chắn nó sẽ bị tổn thương hạnh đành nhẹ nhàng con học bài đi chuyện này mẹ sẽ suy nghĩ sau hạnh đóng cửa cho con bé học bài cô đi xuống dưới sân muốn dạo một vòng cho tinh thần bớt căng thẳng bản thân hạnh chưa một lần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với phong không phải là cô không muốn nghĩ chỉ là không dám nghĩ một người cái gì cũng có cái gì cũng tốt như phong bản thân cô lấy gì mang ra để mà so sánh để mà xứng đáng mấy ngày này phong đối xử với hạnh rất tốt có lẽ là do nghĩ đến ơn nghĩa lúc cô cứu phong chăng cũng có thể là do sự cố của ngày hôm ấy hạnh đi loanh quanh một lát thì nhìn thấy có một bóng đen nằm ở trên sàn cỏ lúc đầu cũng cảm thấy hơi giật mình nhưng suy đi nghĩ lại nhà này làm gì có ai tự nhiên hạnh cảm thấy lo lắng càng đi tới gần thì thấy hình bóng ấy càng quen thuộc rồi hạnh giật mình khi nhận ra người ấy chính là phong sao phong lại nằm ở đó không lẽ phong bị làm sao nghĩ như vậy hạnh chạy vội tới nắm lấy tay phong rồi lay anh sao vậy anh có làm sao không phong vẫn im lặng không nói gì lúc ấy thì hạnh đã cảm thấy rất sợ hãi rồi phong anh mau tỉnh lại đi phong vẫn im lặng lúc này thì hạnh đã sợ đến mức phát khóc cô vội vã đưa tay lên mũi xem phong còn thở không bất ngờ cả người cô bị một lực khá mạnh kéo xuống rồi ngay lập tức hai cánh tay phong ôm chặt lấy hạnh rõ ràng là có lo lắng cho anh lúc ấy hạnh mới biết là mình bị lừa cô vừa ngại vừa xấu hổ nên đâm ra cáu anh đúng là cái đồ đáng ghét mau bỏ tôi ra hạnh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay phong nhưng cô càng làm thế thì càng bị phong giữ chặt sau cùng thì hạnh là người nằm xuống thảm cỏ còn phong thì ở bên trên khuôn mặt đang đối diện với khuôn mặt hạnh có hai trái tim đang đập rất mạnh có hai hơi thở nóng ấm đang sắp hòa quyện vào nhau phong nhìn hạnh bằng đôi mắt dịu dàng anh yêu em ba chữ ấy mặc dù đơn giản nhưng phong nhất định phải nói ra chỉ mấy chữ ấy thôi nhưng đó chính là cách để phong nói cho hạnh biết là phong rất muốn được chăm sóc hạnh để cho dù sau này có bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai cũng chẳng thể xen vào được có thể cho anh quyền được chăm sóc em những ngày tháng sau này được không được trở thành bố của bé nhi và trở thành chồng của em tại sao anh cũng biết là tôi hạnh chưa kịp nói hết câu thì đã bị phong chặn lại bởi đôi môi ấm áp bàn tay hạnh phong cũng nắm vô cùng chặt nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng có một chút khiêu khích một chút trêu đùa nhưng càng về sau nó càng trở nên mãnh liệt có một vài giây phút hạnh muốn phản kháng nhưng lần nào cũng bị phong giữ lấy giây phút ngọt ngào ấy chính là không được phép phá bỏ lần này hoàn toàn là do phong chủ động chiếc lưỡi tinh xảo dần cậy mở hàm răng bé nhỏ dùng tất cả kỹ năng có được để khám phá khuôn miệng xinh đẹp. Dần dần hạnh cũng bị cuốn vào trong nụ hôn mãnh liệt ấy, từng chút, từng chút đáp trả. Cô không có bất cứ một chút kỹ năng gì, cũng không giỏi trong vấn đề ân ái, chỉ là làm mọi thứ theo bản năng. Phong bế hạnh lên, anh đi một mạch vào trong nhà rồi lên tầng 2, chẳng cần nói thì ai cũng biết là sắp có chuyện gì xảy ra hạnh ngại đến mức chẳng dám mở mắt ra nhìn chỉ sau vài phút cô đã nằm trên chiếc giường êm ái của phong em đi về phòng đây hạnh thực sự xấu hổ cô cố gắng nói ra câu ấy rồi đứng lên nhưng bàn tay lại bị tay phong nắm lấy em đi anh sẽ chết đấy sao lại như thế chết vì mất máu với lại lửa cháy rồi em không định dập sao theo ánh mắt của phong hạnh nhìn xuống phía bên dưới nơi hạ bộ đã cứng cáp nhô lên một cục từ lúc nào hạnh ngại đến mức quay đi chỗ khác phong kéo hạnh trở lại ôm chặt vào lòng vật to lớn kia cũng vì thế mà động chạm đôi mắt phong mở đục hơi thở nặng nề gấp gáp hơn nhìn thẳng vào mắt hạnh môi phong cũng từ từ tiến lại gần từng chút từng chút một để họ lại thuộc về nhau theo một cảm xúc đúng đắn nhất chẳng có một liều thuốc kích thích nào cũng không hề có một sự tác động nào từ bên ngoài chỉ đơn giản là họ đang nghe theo tiếng nói của con tim nghe theo sự mách bảo đến từ cơ thể cảm xúc và đương nhiên là cả lý trí từng nút cúc áo được mở ra họ ở cạnh nhau như chỉ mới gần nhau lần đầu tiên cái gì cũng mới lạ rồi mất vài giây hạnh dừng lại cô dường như vẫn đắn đo một điều gì đó Phong nắm lấy hai bả vai của Hạnh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Hạnh gật đầu. Vậy thì đừng lo lắng hay quan tâm đến bất kỳ một điều gì khác. Em chỉ cần biết em yêu anh và anh cũng yêu em, như vậy là được rồi. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ yêu thương em và con. Em biết điều đó mà, đúng không? lại thêm một cái hôn ấm áp nữa bao nhiêu năm qua chẳng gần ai cũng chẳng quan tâm yêu đương gì ai hạnh đã chẳng nghĩ gặp phong lại là duyên trời định tiếp xúc với phong một thời gian hạnh biết phong là một người đàn ông tử tế sống độc thân và không bao giờ có chuyện đưa gái gú về nhà là một người đàn ông không ràng buộc về vấn đề gia đình nhưng đi làm và về nhà rất đúng giờ chưa bao giờ thấy phong bê tha rượu chè cũng chẳng bao giờ thấy anh đàn đúm bạn bè một người đàn ông hoàn hảo kể cả tính cách lẫn công việc như phong thực sự hạnh có nằm mơ cũng không dám nghĩ là mình có thể với tới vậy mà bây giờ hạnh được phong tỏ tình cô lại chẳng dám tin vào những gì mà mình được nghe mọi thứ xung quanh hoàn toàn im lặng chỉ có tiếng thở tiếng hai trái tim đang vì nhau đập lỗi nhịp chiếc áo trên người hạnh rơi xuống đất cô muốn một lần đặt niềm tin vào người đàn ông này muốn cuộc sống sau này có nơi để dựa vào một lần thử bước thêm một bước nữa cuộc sống của hạnh biết đâu sẽ sang một trang mới trước mặt phong là hạnh người phụ nữ do nhân duyên sắp đặt người ta thường bảo khi cởi chiếc áo của người con gái xuống thì phải xác định khoác lên người họ một chiếc váy cưới và bản thân phong cũng đã xác định điều ấy thêm một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh. Nhìn cơ thể hạnh hơi gầy mà Phong thấy sót. Ngày ngày mai anh sẽ thực hiện kế hoạch vỗ béo cho em. Anh nói linh tinh cái gì thế? Em không cần béo. Nhìn xem, em gầy quá đây này. Không gầy. Có gầy. Hạnh đưa này củ nách Phong. Cô quên luôn chuyện mình đang không mặc áo hai người nô đùa với nhau đã lâu lắm rồi chẳng ai thoải mái tới như thế vì là phong cách âm nên cũng chẳng lo lắng chuyện âm thanh nào đó sẽ lọt ra ngoài một lát sau đó thì hạnh giật mình khi bàn tay mình chạm vào một cái gì đó ấm ấm hơi cứng và thẳng cô nhìn theo hướng cái tay thì mặt đỏ như trái cà chua chín cái đó của phong hạnh đang nắm rất chặt cô vội vã thu tay lại nhưng phong nhanh hơn giữ chặt lấy tay hạnh ánh mắt vô cùng nguy hiểm em đã nắm lấy nó rồi thì phải có trách nhiệm với nó trách nhiệm trách nhiệm gì chứ nó vốn dĩ rất mềm yếu nhưng vì em mà trở nên cứng cáp mạnh mẽ anh đồ biến thái phong kéo hạnh vào lòng nụ hôn kia lại dây dưa không dứt từ từ di chuyển xuống xương quai xanh rồi nhẹ nhàng mơn trớn nơi nhũ hoa đang đà nở rộ. Tham lam hôn xuống vùng vụng rồi kích thích nơi núi rừng đầy mật ngọt. Từng đợt kích tỉnh cứ thế cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể hạnh, khiến cô có chút không quen mà cố dướn mình đón nhận. Từng chút từng chút nhẹ nhàng đưa vật to lớn kia vào bên trong cúc nguyệt, cho dù là vào thời khắc nào Phong cũng không muốn hạnh chịu tổn thương không muốn cô có chuyện gì dù chỉ là một cái nhíu mày hai bàn tay nắm chặt lấy nhau chuyển động cũng mỗi lúc một mạnh mẽ trong căn phòng kín chỉ còn lại tiếng hơi thở tiếng da thịt va chạm vào nhau và cả tiếng trái tim đang không ngừng thổn thức yêu rồi mẹ à mau kết hôn không khí xung quanh đương nhiên là vô cùng ám muội có vài tiếng thở dốc và cả những âm thanh khiến người ta đỏ mặt qua đi vài tiếng họ mới rời khỏi nhau hạnh ở trong vòng tay phong cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bình yên tới như thế bỗng nhiên mẹ ơi mẹ cả hai người giật mình khi nghe có tiếng gọi ở bên ngoài có lẽ bé nhi học bài xong rồi đang đi tìm hạnh có việc gì đó hạnh mặc quần áo lại rồi đi ra ngoài bé nhi đã xuống tới tầng trệt có chuyện gì sao con mẹ có điện thoại à Hạnh thở phào nhẹ nhõm hóa ra chỉ là có điện thoại bé nhi người ta gọi nhiều lần lắm mẹ ạ à? Hạnh cầm lấy điện thoại thấy số điện thoại của Dương chắc phải có chuyện gì đó nên Dương mới gọi nhiều như thế Hạnh cũng muốn hỏi thăm tình hình của Thảo một chút nên đã gọi lại cho Dương ngay sau đó thì Dương nghe máy em đã đi đâu vậy anh đã gọi điện cho em rất nhiều lần. Tôi xin lỗi, tôi có việc bận. Anh gọi cho tôi có gì không? Anh muốn gặp em. Hạnh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là gần 12 giờ khuya rồi. Cô sao có thể ra ngoài mà gặp Dương được chứ? Nghĩ vậy nên Hạnh từ chối. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi còn phải cho bé Nhi ngủ nên không thể ra ngoài được giờ tâm trạng của anh đang rất mệt mỏi anh muốn có người nói chuyện anh cần gặp em tôi hạnh muốn nói gì đó thì thấy phong đi tới bây giờ hạnh đã chính thức trở thành bạn gái của phong nên chuyện nửa đêm đi ra ngoài gặp một người đàn ông khác là hoàn toàn không thể nếu như cô không dứt khoát từ chối thì sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối cho dù giữa hạnh và dương có quan hệ gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng tránh khỏi những suy nghĩ mờ ám hạnh nói với dương xin lỗi anh nhưng tôi không thể ra ngoài được vì người đàn ông đó sao cảnh quay lại nhìn phong bắt gặp ánh mắt ôn nhu dịu dàng của người đàn ông ấy mà trong lòng cảm thấy quyết đoán đúng là như vậy kể cả khi anh ta coi em như người thay thế anh nói vậy là có ý gì em có biết tình cảm giữa cậu ta và thảo trước đây sâu đậm đến mức nào không đó đã là quá khứ rồi tôi tắt máy đây hạnh tắt điện thoại dương ném mạnh cái điện thoại xuống giường anh ta vỏ đầu bứt tóc rất khổ sở dương mày đang làm cái quái gì vậy dương tại sao lại tự biến mình trở thành một kẻ hèn hạ đến mức này dương cười nhìn nụ cười của anh ta khổ sở đến mức cảm thấy đau đớn bản thân dương cũng chưa làm bất cứ điều gì ép buộc hạnh anh ta luôn nghĩ mọi chuyện cần có thời gian rồi từ từ hạnh cũng sẽ hiểu được tình cảm của mình nhưng không nghĩ là phong lại ra tay nhanh đến như thế đúng như người ta vẫn bảo nhất cự ly nhì khoảng cách kẻ nào gần thì kẻ đó chính là người chiếm ưu thế dương đã từng nghĩ chỉ cần mình luôn đứng ở phía sau thì chắc chắn sẽ có lúc hạnh quay đầu nhìn lại nhưng dường như dương đã lầm mất rồi có cảm giác bản thân mình thực sự rất hèn không thể có được tình cảm của người con gái ấy liền lập tức tìm cách phá bản thân dương trước giờ không phải là con người như vậy nó làm dương cảm thấy nhức nhối trong người dương viết vài chữ rồi gửi cho hạnh xin lỗi lẽ ra anh không nên nói như vậy hạnh đọc xong tin nhắn cũng đỡ cảm thấy buồn bực trong người phong nhìn biểu hiện của hạnh có chút lạ nên hỏi có chuyện gì xảy ra với em vậy anh dương vừa gọi anh ấy nói những điều rất lạ có chuyện gì sao anh ấy muốn gặp em không được em sao có thể ra ngoài gặp anh ấy giờ này em đã từ chối anh xin lỗi, nhưng anh thực sự không thoải mái nếu như em gặp riêng anh ấy. Ghen sao? Không phải. Vậy thì gọi là gì? Phòng gãi đầu. Ừm, anh cũng không biết nữa, nhưng cảm thấy rất khó chịu. Hạnh cười, thực sự mọi thứ đều rất ấm áp. Thôi em đi lên phòng đây, nếu không bé Nhi sẽ chờ đợi chút đã. Phong kéo hạnh lại lần, thì thầm. Không thể cùng anh ngủ chung một phòng được sao? Anh hâm à, như thế sao được? Thực sự không thể. Tất nhiên là không thể. Vậy ôm anh một cái đi. Không, một cái thôi. Đã bảo là không mà. Phong kéo hạnh vào lòng ôm chặt. Phong như thế này người ta gọi là cưỡng ôm. Sau đó, Phong đặt lên chán hạnh một nụ hôn nhẹ nhàng. Còn đây chính là cưỡng hôn. Biến thái. Hạnh lấy chân đạp lên chân Phong rồi bỏ chạy. Phong nhìn theo. Cảm giác ngọt ngào vẫn còn nguyên vẹn. Phong định đi lên phòng đi ngủ thì có điện thoại. Là điện thoại của Dương. Gặp tôi ở chỗ cũ, dương chỉ nói có mấy câu như thế rồi tắt máy phong nhắn tin cho hạnh công ty anh có việc gấp hai mẹ con ngủ ngon nha anh đi một lát sẽ về gửi xong tin nhắn ấy phong lái xe ra ngoài có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng nên dương mới hẹn gặp phong vào giờ ấy bước vào trong quán bar không khí ở nơi này vẫn đang vô cùng náo nhiệt ở trong một góc vắng vẻ dương đã ngồi đó từ lúc nào anh tới rồi ngồi đi dương đẩy ly rượu về phía phong cậu uống đi anh có chuyện gì sao cậu nghĩ còn có thể có chuyện gì có phải tình hình của thảo không tốt con bé rất ổn vài ngày nữa là có thể xuất viện vậy thì tại sao tôi cảm thấy cuộc đấu giữa chúng ta thực sự không công bằng cậu và hạnh có phải hai người đã vượt qua mức quan hệ bình thường rồi không phong gật đầu điều này mặc dù không nên kể cho người khác biết nhưng dương cần biết về chuyện này từ bao giờ chính là hôm thảo bỏ thuốc kích dục vào trong ly nước cam cả em và hạnh cùng uống lúc ấy bọn em không thể kiềm chế dương cười khổ chính là đặt bẫy nhưng lại không bắt được con mồi mà dâng hai tay cho người khác em và hạnh sẽ kết hôn tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều cậu thương hạnh được bao nhiêu lúc này thì phong đã có thể trả lời được câu hỏi của dương chẳng có một chút ngần ngại nào phong nói luôn em không biết là em thương hạnh bằng nào em chỉ cần biết là cuộc sống của em không thể nào thiếu mẹ con cô ấy em yêu cô ấy em muốn ở bên cạnh cô ấy bây giờ và mãi mãi sau này vậy còn tình cảm của tôi thì sao phong im lặng dương cười khổ sở vốn dĩ mọi thứ chưa bao giờ là bắt đầu tôi cứ nghĩ là mình sẽ thắng cậu nhưng nếu như tôi cố gắng để giành chiến thắng thì người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là hạnh em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy tôi chưa từng nói với cô ấy là bản thân có tình cảm với cô ấy cũng chưa từng hứa sẽ ở bên hay bảo vệ cô ấy cứ nghĩ là sẽ không cần nói mà chỉ cần hành động nhưng chưa kịp làm gì thì đã thất bại một cách thảm hại dương lúc này đã uống hơi nhiều chuyện của thảo đã khiến dương đau đầu giờ lại còn thêm chuyện của hạnh tôi sẽ không tranh giành hay đấu đá gì với cậu cả tôi cũng sẽ không khiến cho cô ấy phải khó xử em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt sẽ yêu thương hai mẹ con cô ấy cậu dám không đối xử tốt với mẹ con cô ấy sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu em cảm ơn anh lý do gì vì anh đã dừng lại tôi có thể không dừng lại sao có thể cướp một người phụ nữ mà trái tim người đó đã trao cho một người đàn ông khác có thể sao phong im lặng chỉ có phong theo đuổi hạnh chứ dương chưa từng nói bất cứ điều gì với hạnh dương chỉ âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể đến với hạnh một cách tốt nhất hay nói chính xác là sự cầu toàn của dương đã làm hỏng tất cả đôi khi sự hoàn hảo lại không mang lại kết quả tốt nhất dương điều tra được tất cả quá khứ của hạnh là nghĩ bản thân sẽ có thể dùng những thứ đó để an ủi hạnh một cách chính xác nhưng bản thân còn chưa kịp mang những điểm mạnh ấy ra thì hạnh đã thuộc về người đàn ông khác một người đàn ông không có bất cứ một sự tính toán nào như phong cuối cùng lại là người giành chiến thắng cậu về đi từ giờ về sau có người ở nhà chờ rồi vậy em về trước phong đứng lên đi về dương vẫn ngồi ở đó rồi gọi thêm một chai rượu tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho em có một cuộc sống tốt nhất nhưng chẳng thể ngờ những thứ tốt nhất ấy lại không phải thứ em cần bây giờ thì tôi đã hiểu những thứ hoàn hảo lại chẳng phải là những thứ tốt nhất một ly rồi lại hai ly nỗi buồn của dương dường như cuốn vào những ly rượu ấy không say nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn có thể suy nghĩ được mọi thứ một cách thấu đáo và dương hiểu ra rằng chưa nói bất cứ điều gì với hạnh chính là một may mắn dương cũng chẳng phủ nhận phong là một người đàn ông tốt và hợp với hạnh hay nói một cách khác là khi hạnh đến với dương hay đến với phong thì đều có thể hạnh phúc có lẽ bây giờ chỉ cần em hạnh phúc là anh cảm thấy ổn không thể ở bên cạnh em cũng được nhưng anh nhất định sẽ không để người khác làm tổn thương em phong trở về nhà mở cửa ra thì thấy hạnh vẫn đang ngồi ở phòng khách sao em còn chưa ngủ anh chưa về em không ngủ được công ty có chuyện gì gấp đến mức mà nửa đêm anh phải đi vậy có vài cái hợp đồng cần phải ký gấp để sáng mai chuyển đi sớm em không cần lo cho anh thoáng qua hạnh đã có thể ngửi thấy mùi rượu và hạnh biết là phong đang nói dối lẽ nào chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt hạnh tự nhiên rơi xuống cô rất sợ quyết định của mình là sai sợ sau này Phong cũng sẽ lừa dối mình như thế. Phong thấy Hạnh khóc, tâm tư bắt đầu trở nên rối loạn. Hạnh, sao em lại khóc? Em không sao. Phong nắm chặt lấy hai bả vai Hạnh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em sao vậy? Nói anh nghe đi, sao em lại khóc? Lúc này mọi ấm ức Hạnh đều nói ra hết. Anh là kẻ nói dối, anh 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 gì mà anh người anh toàn là mùi rượu anh đã đi đâu với ai làm gì thì anh tự biết hạnh quay người bỏ đi bàn tay cô lại một lần nữa bị bàn tay phong giữ lấy em nghe anh nói đi anh còn gì muốn nói anh thực ra người anh đi gặp là anh dương vậy tại sao anh phải giấu em chuyện này thực sự không thể nói rõ được anh chỉ sợ em cảm thấy khó xử anh nói linh tinh gì thế tại sao anh đi gặp anh dương em lại phải khó xử chuyện này thực sự không thể nói rõ được nếu em không tin anh thì có thể gọi điện hỏi anh dương anh thực sự đã đi gặp anh ấy mà phong càng giải thích hạnh càng không hiểu Phong lại không thể nào nói cho Hạnh biết bởi vì tình cảm của Dương đối với Hạnh Dương chưa nói thì làm sao Phong lại đi nói được. Hạnh, em phải tin anh. Anh không muốn lừa dối em. Chỉ là chuyện này. Em đi về phòng ngủ đây. Hạnh vẫn chẳng thể nào tin được những lời mà Phong nói. Cô đi về phòng ngủ nhưng chăn chọc mãi không thể nào ngủ được. Một lúc sau thì điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn của Phong em tin anh đi có được không anh thực sự không có lừa dối em mà hạnh đọc tin nhắn nhưng không trả lời chính là cô không biết phải trả lời kiểu gì sau đó thì điện thoại lại có tin nhắn nhưng lần này không phải tin nhắn từ phong mà là tin nhắn từ dương lúc nãy anh có gặp phong anh cũng mong cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em lúc dương gửi tin nhắn ấy cho hạnh là lúc dương đã say lắm rồi hạnh đọc được dòng tin nhắn ấy cảm thấy hơi hoang mang lẽ nào những gì phong nói là thật phong đã thực sự đi gặp dương sao em vẫn ở cạnh các chị ma có tiếng của vân có chuyện gì thế ngọc em hạnh báo tin sắp đi lấy chồng lấy thằng nào còn ai trồng khoai đất này nữa bao giờ chủ nhật tuần này chết mẹ rồi chị vân cầm lấy điện thoại nói với hạnh mày bảo anh xã nhà mày cho bọn chị ứng lương trước có được không chứ tình hình đói kém như thế này tiền đâu mà đi đám cưới các chị đừng trêu em nữa em đang dối không biết như thế nào đây này có cái gì mà dối xe hoa thì không phải bước chân lên rồi mặt mỗi váy cưới vào xong tổ chức là xong mày cứ làm như lấy chồng đi mấy nghìn cây số không bằng thì biết là vậy nhưng em đã được làm đám cưới bao giờ đâu lên mạng mà xem thiếu gì à mà này chị em gặp nhau một tí đi có gì bọn chị tư vấn thêm cho vâng vậy mai chị em mình gặp hạnh tắt điện thoại cô đi ra ngoài thì thấy phong đang đứng ở ngoài sân nói chuyện điện thoại với ai đó vừa nhìn thấy hạnh phong có chút ấp úng sao em lại ra đây anh có chuyện gì sao à không chỉ là một chút công việc nói với hạnh như thế rồi phong nói vào điện thoại lát nữa em tới gặp anh rồi sẽ nói thêm phong tắt điện thoại bây giờ anh ra ngoài gặp đối tác có chút chuyện em ở nhà nha anh đi đi nơi phòng tới lại là quán ba, ở đó có Dương. Cậu tới đây làm gì? Anh đừng uống nhiều nữa. Không uống thì cậu bảo tôi nên làm gì? Anh như thế này em thực sự cảm thấy rất khó xử. Cậu có được người con gái cậu yêu rồi bây giờ đến cả buồn cậu cũng muốn cấm đoán tôi hay sao? Tôi đã bảo không cần cậu an ủi rồi cậu còn đến đây làm gì? Cậu muốn biến tôi trở thành một kẻ ngốc hay sao? em không có ý đó cậu không phải lo cho tôi đám cưới cứ diễn ra và tôi chắc chắn sẽ không phá nó tôi cũng muốn cô ấy được hạnh phúc nhưng anh như thế này em thấy không yên tâm rất có hại cho sức khỏe tôi là bác sĩ cậu không phải lo cậu đi về đi nửa đêm đi ra ngoài như thế này cô ấy sẽ lo lắng em là đàn ông thì nói được làm được tôi đã nói mình từ bỏ thì chắc chắn sẽ từ bỏ với lại cô ấy đã bao giờ thuộc về tôi về đi phong trở về dù trong lòng cảm thấy rất buồn nhưng phong cũng không biết phải làm gì cho dương vào thời điểm ấy phong yêu yêu hạnh muốn được ở bên cạnh hạnh bản thân nên có một chút ích kỷ không nên nghĩ quá nhiều cho người khác còn về phía dương bản thân Dương đã quyết định từ bỏ để Hạnh có một cuộc sống bình yên thì Dương cũng không có ý định làm đảo lộn nó. Vẫn luôn mong nghĩ rằng bản thân chỉ là có những cảm xúc nhất thời. Qua đi một thời gian chắc chắn sẽ là yên bình trở lại. Trong một con hẻm nhỏ, có một người đàn ông thân hình xác sơ tiểu tụy nằm ở dưới mái hiên nhà. Ông ta nhìn có vẻ rất đói khát, rất mệt mỏi dường như đã mấy ngày rồi ông ta không được một bữa cơm tử tế con danh con chết tiệt bây giờ mày đang ở đâu mày có biết là bố mày bây giờ sắp chết vì đói rồi không ông ta đói khát nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi hạnh người đàn ông đó chính là lão minh cho dù có đến chết thì ông ta cũng không thay đổi được bản chất khốn nạn lúc ông ta cảm thấy chân tay run rẩy không thể nào đứng vững được thì cũng là lúc có một người đi ngang qua thấy ông ta khổ sở nên cho ông ta một ổ bánh mì ông ta nhận được ổ bánh thì cảm ơn rối rít ăn xong ổ bánh mì cảm thấy cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn lúc này ông ta bắt đầu suy tính bây giờ cứ nằm chờ đây để ăn xin thì không phải là cách chỉ có đi ăn trộm mới mong có được miếng no đủ Nghĩ vậy rồi mắt ông ta đảo xung quanh. Nhìn thấy bờ tường nhà đối diện có vẻ thấp và ông ta có thể treo vào được. Hàng ngày ông ta đi lang thang từ con phố này tới con phố khác chứ không ở cố định một chỗ. Sức già không đi làm thuê mướn được chỉ còn nước ăn xin. Đấy coi như cũng là cái giá mà ông ta phải trả cho những chuyện mà ông ta đã gây ra cho Hạnh. Chỉ có điều vẫn là chưa đủ. Cũng chỉ vì ông ta mà Hạnh trải qua biết bao nhiêu đau đớn, Ông ta bây giờ có chịu khổ thì cũng đâu có thấm gì. Ông ta cố gắng trèo qua được bức tường ấy, nhìn ngó xung quanh rồi lẻn vào đến chỗ cửa. Khẽ mở cửa ra bằng những gì mà ông ta học được từ lũ lưu manh. Ông ta bước chân vào trong nhà. Trong ánh đèn lờ mờ hắt ra từ chiếc bóng đèn ngủ cắm ở ổ điện phòng khách, ông ta nhìn thấy có một cái két sắt. Nhà ông ta vào nhìn sơ qua cũng biết là nhà có tiền ông ta lại không đủ khả năng để phá két sắt nên đã đi quanh phòng khách xem có gì đáng giá để ăn trộm không. Ông ta nhìn thấy vài chiếc bình cũ kỹ để cẩn thận trên kệ đoán chắc chắn là đồ cổ và có giá trị nên ông ta đã lấy nó. Nhưng thật xui xẻo cho ông ta khi chạm chúng cái còi báo động để ở trên sàn nhà ngay chỗ chân tủ. Ngay lập tức tiếng còi báo động phát ra điện được mở sáng và người lao ra đầu tiên là một người đàn ông vô cùng to cao lão minh vội vã đặt cái bình xuống chỗ cũ rồi quay lưng định bỏ chạy nhưng chỉ trong vòng một phút người đàn ông đó đã khống chế được lão minh rồi ấn lão ta nằm sát xuống dưới nền nhà lão già này chán sống rồi nhà ai không ăn trộm lại dám to gan ăn trộm ở nhà công an sao bây giờ thì ông sẽ được vào trong tù mà ăn cắp chung với mấy thằng tội phạm tay lão minh bị người đàn ông ấy giữ chặt chỉ ít phút sau đó thì có xe tới chở ông ta đi vậy là những tháng ngày sau này của ông ta nhất định sẽ mục gông ở trong tù ông ta phải chịu báo ứng lẽ ra thì ông ta đã có được một cuộc sống êm ả bên con cái nhưng ông ta lại không muốn hết lần này đến lần khác ông ta bày mưu tính kế hành hạ hạnh ngay cả khi ông ta điêu đứng không còn mảnh đất dung thân thì ông ta vẫn không ngừng lên kế hoạch chỉ cần còn ngày nào ông ta còn quanh quẩn ở bên ngoài thì chắc chắn hạnh sẽ gặp nguy hiểm còn không thì sẽ bị ông ta làm phiền không thể sống hạnh phúc được ông ta vào tù chính là điều may mắn nhất với hạnh nói qua một chút về cuộc sống của thằng nam sau khi vào tù cũng nhờ phúc đức của nó tích lại nên được các anh em trong trại đối xử rất tốt cơm ăn hai bữa quần áo phiên bản đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là ngày ăn năm bảy trận đòn. Không anh này đá thì cũng anh khác đạp. Ăn đòn thay cơm là chuyện thường nhật không có gì lạ. Thi thoảng mẹ nó vào thăm. Nhìn con trai mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Cuối cùng thì sau bao nhiêu tính toán cũng vẫn là tay trắng chứ chẳng có gì khác. Có hai đứa con nhưng bây giờ không có đứa nào bên cạnh có thể có tới hai người vợ nhưng bây giờ cũng không còn bất cứ một ai năm năm cũng chẳng phải là dài nhưng nó cũng là một một khoảng thời gian đủ để đánh mất đi rất nhiều thứ ở bên ngoài lẽ ra thì bà ta đã có con dâu có cháu có gia đình vui vẻ nhưng cũng chỉ vì khinh thường người khác mà bây giờ cái giá mà bà ta phải trả đó chính là sống cô độc một mình hàng tuần hàng tháng qua lại nhà tù để thăm con trai bà ta biết con trai có cuộc sống rất khổ sở nhưng biết lấy đâu ra tiền để mà đút lót cho quản giáo tất cả những gì mà bà ta có thì cũng đã nộp trả hết cho nhà nước còn duy nhất căn nhà nếu bán đi thì sau này con trai ra tù lấy gì mà ở tất cả mọi thứ âu cũng là quả báo dành cho những con người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình để đến khi một lúc nào đó họ gặp khó khăn thì không có bất cứ ai bên cạnh giúp đỡ nhân quả thực sự không bỏ sót bất cứ một ai. Ở bên ngoài trời nắng hơn 40 độ, có một người phụ nữ già nua gầy gò lê từng bước trên con đường nhựa bỏng rát bán từng tờ vẽ số. Bà ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời của mình. Bây giờ khi già sắp xuống với ông bà thì nhà cửa không có, con cái cũng không. Nghĩ đến cuộc sống yên ả trước kia mà bà ta cảm thấy thèm, mỗi khi ốm đau là luôn có người nấu cháo chăm sóc vậy mà bà ta lại không biết thân biết phận đem cái phận gì ghẻ của mình ra để mà hành hạ đàn áp người khác bây giờ khi già chẳng thể nào làm được gì nữa mới thấm được nếu như bà ta biết điều yêu thương hạnh một chút thì có lẽ bây giờ bà ta đã có cuộc sống vô cùng an nhàn nhưng ông trời cũng chẳng thể bao dung nổi lòng người hiểm ác những gì mà bà ta gây ra thì bà ta phải nhận lấy cho dù có là ai có từ bi đến mức nào cũng chẳng thể nào cứ vớt nổi những điều ác độc mà bà ta đã gây ra thử tưởng tượng nếu như cuộc sống của hạnh không gặp được những con người tốt thì có lẽ bây giờ cô gái ấy là uất ức đến mức phải tự tử mà chết rồi vậy nên tất cả những gì mà những kẻ kia phải chịu là hoàn toàn xứng đáng người tốt thì luôn luôn sẽ gặp những điều tốt còn những kẻ khốn kiếp thì trước sau gì cũng phải gặp báo ứng chủ nhật không khí xung quanh không náo nhiệt như những đám cưới khác chỉ có mấy chục người bạn thân thiết và những người thân đặc biệt quan trọng tới dự đám cưới của hạnh và phong thực ra thì còn một cặp đôi khác nhưng họ không mặc váy cưới chỉ là một chiếc váy trắng dài và bộ vest màu xanh dương phong cũng muốn để mẹ mình mặc váy cưới nhưng có lẽ do ngượng nên mẹ phong không chịu cô dâu chú rể ăn mặc trang nhã không quá nổi bật nhi thì khoác lên mình bộ váy thiên thần con bé cười suốt vì cảm thấy rất vui sau này cuộc sống của nó sẽ có bố đưa đón tới trường chỉ cần nghĩ tới đó thôi là con bé đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi trong lễ đường phong nắm lấy tay hạnh thì thầm anh xin lỗi xin lỗi vì đã chẳng thể tìm thấy em sớm hơn nhưng sau này nhất định anh sẽ lo lắng quan tâm em thật nhiều để bù đắp những ngày tháng khổ sở. Anh yêu em. Chỉ mấy lời đó thôi cũng đủ làm hạnh cảm động đến phát khóc. Chiếc nhẫn được sỏ vào trong tay đồng nghĩa với việc hạnh trao trọn hết cuộc đời mình cho Phong. Các chị ở bên dưới nhìn hạnh ai cũng chúc phúc cho cô. Cuộc sống của họ cũng không còn đen tối nữa. Đã có thể ngẩng cao đầu thoát khỏi cái thân phận gái gọi thấp hèn đúng là làm việc tốt chắc chắn sẽ gặp được người tốt ở xa xa phía lễ đường dương nhìn về phía hai người họ trên môi nở nụ cười cho dù có đặc biệt ra sao thì qua bao nhiêu sóng gió nó cũng chẳng còn đặc biệt anh không trách móc bất cứ điều gì chỉ mong sau này em sẽ hạnh phúc lời thì thầm ấy giống như lời chúc phúc đến hạnh dương quay lưng bước đi yêu một người có rất nhiều ý nghĩa nếu được ở cạnh người ấy chăm sóc thì là điều rất tốt, còn nếu không thể thì hãy yên lặng để họ được hạnh phúc. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại